Dân gian ngụy Văn Thực Lục chương 770 Cửu tinh quý vị, nước đầm rút đi Tư duy đến đây, sức chú ý của tôi bèn tập trung toàn bộ lên trên chín viên đá dăm lớn đó Tôi lấy dương công bàn ra, phát hiện cho dù là ở dưới nước Kim chỉ của dương công bàn cũng vẫn đang di động, tôi bắt đầu phân biệt phương vị Trong phong thủy thông thường, cũng có nói đến vị trí tướng sao Chỉ là không nghiên cứu tướng sao đến mức độ đỉnh cao như tán ảnh quan sơn mà thôi hiện giờ mấy viên đá dăm này phân bố hỗn loạn nếu tôi xếp chúng lại về vị trí thành cửu tinh liên châu bèn bắt buộc cần có một vị trí làm chuẩn còn có một điểm cực kỳ quan trọng chính là trận pháp này tuy nhìn trong hỗn loạn nhưng nhất định sẽ có một viên đá nằm trên một trong số tinh vị nếu không trận pháp sẽ không được thành lập phương vị thông thường là phương vị bát quái có điều ở đây thứ nó đối ứng bèn không thể dùng bát quái để nhìn bởi vì vị trí của bát quái đơn thuần không đủ chuẩn xác trong tán ảnh quan sơn phân biệt gồm cách nói cửu vận cửu cung cửu tinh phong thủy đối ứng lại cần đối ứng với 24 hướng núi bát quái bát phương bát môn còn có cả ngũ hành phương vị của cửu tinh hoàn chỉnh chắc là nhất bạch càng sao tham lang đối núi nhâm tý quý bát quái là càng vị bát phương là bắc bát môn là hưu ngũ hành thuộc thủy nhị hắc không sao cự môn đối núi mùi không thân bát quái là không vị bát phương là tây nam bát môn là tử ngũ hành là thổ. Tam bích chấn sao lộc tồn, đối núi giáp mão ất, bác quái là chấn, bác phương là đông, bác môn là tử, ngũ hành là một. Tứ lộc tốn sao văn khúc, đối núi thìn tốn tỵ, bác quái là tốn, bác môn là đổ, ngũ hành là một. Ngũ hoàng trung sao liêm trinh, đây là chính vị, không có phương vị đối ứng, có điều ngũ hành là thổ. Lục bạch càng sao vũ khúc, đối núi tuất hợi càng, bác quái là càng, bác phương là tây bắc, bác môn là khai, ngũ hành là kim. Thất xích đoài sao phá quân, đối núi canh dậu tân, bác quái là đoài, bác phương là tây, bác môn là kinh, ngũ hành là kim. Bác bạch cấn sao tả phụ, đối núi sửu cấn dần, bác quái là cấn, bác phương đông bắc, bác môn là sinh, ngũ hành là thổ. Cửu tử ly sao hữu bậc, đối núi bính ngọ đinh, bác quái là ly, bác phương là nam, bác môn là cảnh, ngũ hành là hỏa. Tôi chầm chầm nhìn đáy nước, trong đầu ghi nhớ tất cả chỗ đá dăm này lại, bắt đầu suy diễn. Đơn thuần dùng cửu tinh đối bát quái, cực có khả năng xảy ra sai sót, dùng cửu vận cửu cung cửu tinh, phân biệt đối ứng với 24 núi, bát quái bát phương bát môn ngũ hành, bèn tuyệt đối không có sai sót. Bởi vì mỗi một phương vị đều cần trên ba phương vị so sánh kiểm chứng mới có một kết quả chuẩn xác. Hơn nữa tôi rất nhanh liền phân biệt ra được có vị trí của một viên đá dăm ăn khớp với tất cả các phương vị cũng chỉ có chỗ đó là chuẩn xác. Những chỗ còn lại toàn bộ đều bị xáo trộn. Duy nhất một chỗ không bị xáo trộn chính là chỗ viên đá đó, đối ứng chính là nhất bạch càng sao tham lang, đối núi nhâm tý quý, bác quái càng, bác phương bắc, bác môn hưu, ngũ hành thủy. Thủy của nó thì càng vừa vặn ăn khớp với nước của nơi này. Tôi đã nắm chắc chính phần là tôi không có sai sót rồi. Nhắm mắt lại một phát, tôi lại lần nữa suy diễn một lượt trong đầu, tôi nên phân biệt dịch chuyển 8 viên đá còn lại đến những vị trí nào. Sau khi mở mắt, tôi quả quyết bơi xuống dưới, không hề lập tức đi dịch chuyển viên đá, mà lấy ra 8 đồng tiền tuế, phân biệt để chúng lên mỗi một vị trí mà tôi sắp dịch chuyển viên đá tới. Sau khi tất cả đã xong, tôi mới bắt đầu dịch chuyển những viên đá dăm này. Viên đá thứ hai chắc là nhị hắc không sao cự môn, lúc tôi động đến nó, trên trán còn âm ỉ có chút lạnh toát. Rõ ràng là tôi chắc đang toát mồ hôi, có điều ở trong nước, mồ hôi vừa rỉ ra, liền bị nước xối tan. Thần kinh khắp cơ thể tôi đều trở nên căng cứng, liên tục chú ý đến động tĩnh xung quanh, ngộ nhỡ có luồng nước chảy nào bất thường, tôi bèn cần lập tức tránh né. Dù gì tôi cũng không muốn bị bắn thành tổ ong ở dưới đáy nước này. Có điều khi viên đá dăm thứ hai đến vị trí vốn lẽ ra là của nó, không hề xuất hiện vấn đề gì cả, điều này khiến tôi thở vào được một nửa. Tôi lau tráng một cách vô thức, tuy rằng mồ hôi ở đó sớm đã tan vào trong nước đầm rồi. Tiếp đấy tôi bắt đầu dịch chuyển viên đá thứ ba, viên thứ tư, viên thứ năm. Khi tám viên đá dăm toàn bộ đều đến vị trí nó vốn nên nằm xong, đá dăm ở dưới đáy nước này dường như liền có hạt nhân, nhìn lên trong đã không còn hỗn tạp như vừa nãy nữa. Sau khi cửu tinh xuyên suốt xong, quần sáng trên nó dường như đều trở nên mạnh mẽ hơn chút ít. Thậm chí ở trong nước, lại còn có chín cục sáng nhỏ bé giống như ánh sáng từ bên trên chiếu rọi, xuyên thấu nước đầm, hòa lẫn với ánh sáng của đá dâm trong nước này. Tôi thận trọng lùi sang bên cạnh, chỉ sợ bản thân động đến ánh sao này, liền động đến tướng sao. Chỉ có điều đợi mãi tận 2-3 phút, đều chẳng xuất hiện thay đổi gì mới. Việc này không khỏi khiến tôi ngơ ngác. Thế này lại là thế nào? Cửu tinh tôi đã phục hồi vị trí, khâu xử đạo lẽ nào là đang đùa bẩn sao? tạo ra một đại cục tán ảnh quang sơn phức tạp thế này sau khi phá giải xong lại chẳng có cửa để vào trong lòng tôi lập tức nghẹn lại một hơi cảm giác vô cùng phiền não lúc này bình dưỡng khí tôi đeo trên lưng rõ ràng cũng sắp tiêu hao sạch rồi tôi đã không thể dừng ở đây thời gian quá dài nữa phải lên bờ rồi thế nhưng cũng là vô tình khóe mắt của tôi hướng qua chỗ phía dưới vách đầm ở đó có có một mũi tên lập tức tâm trí tôi chấn động Nhìn như tôi đã khiến cửu tinh về vị trí cũ, tất cả đều đã khôi phục, nhưng trên thực tế vẫn còn thiếu một điểm. Chính là lúc đầu tiên, tôi không cẩn thận động vào một viên đá dăm nhỏ. Tôi từ từ bơi đến vị trí ban đầu hạ xuống, lúc đầu tôi còn lo lắng, chẳng biết làm thế nào để khôi phục, thậm chí chẳng biết đã động đến viên đá nào. Nhưng sau khi sức chú ý hoàn toàn tập trung lại xong, tôi liền phát hiện, trong tầm mắt tôi liền có một viên đá vô cùng đường đột, tôi vô thức giơ tay ra, bèn đẩy nó ra sau một phát. Trong nước đột nhiên vang lên một tiếng tầm. Theo lý trong nước lẽ ra không truyền âm thanh. Thế này là bởi vì thứ gì đó ở đáy đầm nước chấn động, khiến tôi cảm giác thấy có âm thanh. Tôi vụt quay đầu, định kiểm tra xem từ chỗ nào sẽ có tên bắn ra, bởi vì tôi vô thức liền cảm thấy, chắc chắn là tôi làm sai rồi, lại dẫn đến kích hoạt cái bẫy nào đó. Có điều xung quanh không hề có bất cứ mũi tên nào bắn ra. Ngược lại là đáy đầm đang chấn động kịch liệt, hình thành vô số gợn sóng. Hơn nửa đáy nước phía dưới dường như lại lún xuống vài phần, phần rìa vách đầm đều đã có vết nứt. Thậm chí ở đó dường như có dòng chảy đang bị hút xuống dưới. Lòng tôi kinh hãi, tư duy trong đầu nhanh chóng chuyển động, xem ra là tôi đặt sai vị trí của viên đá đó rồi, vậy nên mới kích hoạt biến hóa mới ở đây. Nước đầm đang giảm đi với một tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, từ chỗ khe nước đó biến mất. Thời gian không hề tốn quá lâu, tất cả nước trong đầm, bèn đã cạn tới đấy. Bên trên đột nhiên truyền lại tiếng la hét hoảng loạn, đang hình thành hồi âm ở vách đầm xung quanh. Tiên sư Nước ở đây Tại sao? Lại cạn hết rồi. Tiếng la hét đó chính là của Khương Manh. Tôi chầm chầm nhìn vào một vị trí chỗ mạng bên phải, ở đó có một lối đi chết nhỏ bé, vô cùng kín đáo, rất khó bị phát hiện, vậy nên vừa nãy lúc ở trong nước, Tôi không hề chú ý đến. Khâu sử đạo quả nhiên không hổ là khâu sử đạo. Ông ta lợi dụng tướng sao, lợi dụng ánh sao, còn lợi dụng cả nước ở đây. Đừng nằm ngay trước mặt mà tôi đều không nhìn thấy. Có điều nghĩ lại một phát, nếu tôi không đặt lại Cửu Tinh Liên Châu về vị trí cũ, mà trực tiếp từng bước lần mò phát hiện ra chỗ đó thì tôi sẽ gặp phải chuyện gì? Có phải là trực tiếp liền bị loạn tiễn xuyên tim? Trong lúc suy nghĩ, Tôi lờ mờ nhìn thấy trong lối đi chết đó, dường như có nửa khuôn mặt. Khuôn mặt đó giống như cái miếng sỏ dày, một con mắt lộ ra ngoài đang nhìn tôi chồng chọc. Đây. Tôi trợn to mắt, trong nháy mắt đã nghẹt thở. Đầu óc trong phút chốc trở nên trống rỗng, khí lạnh từ sống lưng điên cuồng xộc lên, trong nháy mắt đã thẩm thấu khắp tứ chi bách huyệt, lông tóc toàn thân tôi đều dựng đứng cả lên. Cái khuôn mặt như miếng sỏ dày đó, gần như có thể coi là ác mộng trong tâm khảm của tôi rồi trước đây tôi đã rất hiếu kỳ tán ảnh quan sơn này làm sao lại rơi vào tay kế nương bà ta và khâu sử đạo rốt cục có quan hệ gì bây giờ ở đây lại còn nhìn thấy mặt của bà ta nhưng kế nương sớm đã chết từ lâu rồi mà vậy thì ở trong đây chắc chắn không phải người tư duy xẹt qua trong nháy mắt tôi nắm thật chặt nắm đấm nỗ lực khiến tâm trí trấn tĩnh sự khủng khiếp và áp lực mà kế nương đem lại cho tôi đúng thật là quá lớn tôi rất khó có thể khống chế bản thân không nghĩ đến từng cảnh tượng ở kế nương phần lúc đó. Nhìn bọn họ trúng độc, rơi xuống núi, âm tiên sinh trong nháy mắt bị hút cạn nhị ngũ tinh khí, biến thành bộ dạng già nua khô đét như nến tàn trong gió, máu huyết những người dân vô tội đó của thôn kế nương thấm đẫm cả đại điện của kế nương phần. Tiên sư, anh làm sao thế? Có cần tôi đi tìm người không? Bây giờ thế này anh cũng không lên được. Khương Manh ở phía trên đang hô gọi, hồi âm trên vách đầm không ngừng rung động tôi bị tiếng cô ta hô gọi làm tỉnh người lúc này mới phản ứng lại nửa khuôn mặt lờ mờ ẩn hiện kia vẫn đang ở đó bất động không nhúc nhích không phải quỷ cũng chẳng phải người tôi hơi nheo mắt lại tiếp tục dừng ánh mắt trên nửa khuôn mặt ấy đồng thời đưa tay hướng về phía vị trí đỉnh đầm nước làm một động tác ngăn lại hô một câu không cần gọi người tôi vô thức cảm thấy lúc này chắc chắn không thể cho bất cứ người nào tới con đường này của khâu sử đạo Chỉ để lại cho người biết tán ảnh quang sơn Đến thêm bất cứ người ngoài nào Sợ rằng đều sẽ tự nhiên thêm biến số Mò găng tay tiên xám trong túi ra đeo lên Tôi dắt dương công bàn vào thắt lưng Đem dao đỡ âm linh ngậm ngang trên miệng Tay phải cầm bút địa chi Tay trái giữ nghiêng mực Như thế này Một khi động thủ Tôi liền có thể dùng tốc độ nhanh nhất vẽ phù văn chống đỡ Cho dù là đánh sáp lá cà Tôi cũng có thể dùng dao găm và dương công bàn. Sau khi làm xong tất cả công tác chuẩn bị, tôi ổn định lại tinh thần, thận trọng lại gần chỗ lối đi kín đáo kia. Đến gần trước mặt, tôi mới phát hiện trên vách đá bên trong lối đi có một chỗ phù điêu lồi lên một nửa, phù điêu đó là một người đàn bà, nửa khuôn mặt như miếng sỏ dày đó, chính là khuôn mặt nghiêng của bà ta, ở góc độ của chỗ mà vừa nãy tôi đứng vừa vặn có thể nhìn thấy. Nước của đầm nước vừa mới rút đi, giọt nước còn sót lại trên phù điêu phản chiếu ánh trăng và ánh sao cộng thêm ánh sáng xung quanh rất tối, tôi lại từ góc độ vừa nãy nhìn lên trên, liền coi phù điêu thành người. Khuôn mặt này điêu khắc không phải quá tinh xảo, chỉ là khuôn mặt như miếng sỏ dày của kế nương thực sự là quá đặc thù, cộng thêm có liên quan đến tán ảnh quan sơn, mới khiến tôi trong nháy mắt liên tưởng đến nhiều thứ như vậy. Trên vách tường của lối đi, lờ mờ ẩn hiện còn có không ít chỗ tỏa ra đống sáng ảm đạm, bên trong được khảm loại đá khoáng gần giống với thứ đá dâm ở bên ngoài. Hơn nữa vị trí xếp hàng của những đống sáng này không phải là hỗn loạn, theo mắt nhìn tôi đại khái có thể phát giác ra được, đây cũng là sơ đồ trận pháp trong tán ảnh Quang sơn. Phù điêu không chỉ có một tấm dạng tương tự như kế nương kia, hơi đi sâu vào trong khoảng 5-6 mét, lại có một tấm phù điêu nổi lên trên vách tường tầm 7-8 phân, chỉnh thể cao gần 2 mét, là một khuôn mặt nghiêm nghị bình thản, trán có vân ngang, vành tai nhọn nhọn, xương gò má cao, môi mỏng. Ông ta một tay giữ lấy thanh kiếm ở thắt lưng, tay còn lại đặt trước ngực, cầm một cây phất trần. Đây hiển nhiên là hình tượng của một đạo sĩ. Đạo sĩ là đạo sĩ nhà họ liễu, hộ vệ của tộc Khương, tồn tại na ná như kế nương kia, vốn lại là người gì của tộc Khương. Tôi tiếp tục đi vào trong, mắt càng ngày càng thích nghi với ánh sáng ở đây. Lối đi không phải thẳng tắp về phía trước, khoảng chừng 10 mét, liền bắt đầu chết nghiêng lên trên, bất giác, đường đã đến tận cùng, phía trên là một cái hang, rõ ràng có thể trèo lên trên. Tôi đại khái án chừng khoảng cách, chỗ này nếu đối chiếu với mặt đất, thì chắc là vị trí của đình đọc sách. Bên trên là dương, bên dưới là âm, âm trạch và dương trạch đều là một thiết kế. Tôi cảnh giác chú ý đến mỗi chỗ kẻ đá và mặt đất, phòng bị một chỗ nào đó đột nhiên có nấm đầu xác trồi ra ngoài. Quan hệ giữa kế nương và khâu xử đạo sâu như vậy, tôi bèn phải liên tục đề phòng, ngộ ngỡ lúc này trúng độc, thì đấy mới là lợi bất cập hại. Tôi tỉ mỉ nhìn quanh một lượt lối đi và cửa hang bên trên sông, mới cất bút địa chi, nghiêng mực cùng với dao găm đi, từ chỗ dưới cửa hang leo lên trên. Cái hang này rất nhỏ hẹp, chỉ có 7-80 phân, trên vách hang cũng có phù điêu. Những phù điêu này thì tương đối phổ thông, có cái là khuôn mặt người thường, có cái cũng có thể nhìn ra trên trán có vân ngang, chắc là hình tượng người thường của tộc Khương và đạo sĩ. Tôi vì để trèo lên trên, chẳng để ý được gì khác, chỉ có thể tiếp lực trên những khuôn mặt này đại khái leo lên trên chừng 7-8 mét tôi chui ra khỏi hang mặt đất ở đây vô cùng khô ráo ánh tráng rõ ràng cũng sáng hơn không ít tim tôi hơi đập mạnh một phát bởi vì tôi bây giờ hóa ra đúng là đang ở trong một chỗ đình đài sau khi đứng dậy tôi nhìn quanh bốn phía ba mặt xung quanh có gian chính buồn bên nhà bên ở hai bên cửa chính của gian chính có hai chiếc vải sứ cực lớn bên trên là hai chiếc trường minh đăng vẫn đang sáng Ánh lửa đung đưa leo lét, chiếu rọi tăng âm trạch chẳng biết đã vắng lặng bao nhiêu năm này, cô độc khác thường. Bố cục phòng ốc ở đây cơ bản đều là sao chép nguyên bản của khâu sử đạo quan tinh trạch. Phía trước là cánh cổng nhà đóng im ỉm, có điều nhìn hình dạng của nó thì chỉ là phù điêu dùng đá núi điêu khắc, chứ không phải là cổng nhà thật. Ở đây chắc là một không gian cực lớn được đào rỗng, rồi xây dựng nhà trạch sao chép của khâu sử đạo quan tinh trạch. Khác biệt nhiều nhất là phần trung tâm của đình đài này, có một cái hang thẳng đứng hơn nửa vị trí vốn lẽ ra là đầm nước thì là một khoảng đất bằng tôi chú ý thêm một chút tới cái hang mà tôi vừa chui ra ngoài đột nhiên tôi nghĩ đến lúc đầm nước của quan tinh trạch dương trạch đầy nước không hề có nước tràn vào trong âm trạch chắc là mượn địa thế ở đây lợi dụng nguyên tắc mặt nước và ống liên thông trước khi đầm nước bị rút cạn cái hang này chắc là một cái giếng liên thông với đầm nước của dương trạch đi xuống khỏi đình đài tôi vô thức ngửa đầu nhìn lên phần đỉnh đen xì xì của âm trạch chắc đã được xử lý đặc biệt toàn bộ đều trải đều khoáng thạch phần đỉnh của những viên đá đó được khảm rất nhiều đá dăm có thể phản quan giống như bầu trời đêm đầy sao đồng thời còn có hình vẽ của cửu tinh liên châu lòng tôi cảm thán không thôi một lát sau tôi cũng chẳng dây dưa thời gian bắt đầu tìm kiếm ở trong căn nhà trạch này nhìn sơ những phòng ốc khác ở bên ngoài đúng thật là giống hệt với quan tinh trạch bình thường tôi cũng chẳng có phát hiện gì cuối cùng tôi vào trong một hành lang ở bên trong nhà quả nhiên trong căn âm trạch này cũng có phòng trữ sách giống hệt như dương trạch có điều cửa của căn phòng này phải phức tạp hơn một chút là một cánh cửa đá trên cửa có một chỗ lõm hình dạng của chỗ lõm này đại khái chính là tấm lệnh bài kia tôi không chút do dự lấy lệnh bài xuống khảm nó vào trong cửa đá rắc rắc chấn động một phát tôi tiện thể đặt tay lên hơi dùng sức đẩy một phát nó liền trượt về phía bên phải đại khái một đoạn cự ly. Căn phòng tối mờ hiện ra trong tầm mắt tôi. Có điều bố trí ở trong đây, lại có khác biệt so với dương trạch của quan tinh trạch. Trong căn phòng thế này ở trong dương trạch, đầy ấp toàn là sách lưu trữ của khâu sử đạo. Còn trong căn phòng của âm trạch, không hề có giá sách gì, trong phòng trống trải, vị trí bên rìa được cái có rất nhiều bàn án. Càng quan trọng hơn là, ở chính giữa phòng, có một chiếc ghế, bên trên ghế rõ ràng vẫn đang ngồi tượng điêu khắc của khâu sử đạo. Bên cạnh tượng điêu khắc của khâu sử đạo, ngồi quỳ tượng điêu khắc của một người đàn bà. Trên đầu bà ta tóc vấn cao kiểu lưu vân kế, phần tóc dài dưới búi tóc để xõa đến thắt lưng, kiểu trang điểm rất điển hình của cổ nhân. Cái khuôn mặt như miếng sỏ dày đó, hơi hơi nghiêng, giống như đang ngửa mặt nhìn khâu sử đạo vậy. Hai tay khâu sử đạo đặt trên đầu gối, bên trên đặt một cái hộp gỗ dài. Đây rõ ràng cũng là một cái hộp được làm từ gỗ dẻ, bên trên còn dán một tờ phù. Tâm trí tôi chấn động một phát, đây chính là món đồ mà tôi cần tìm kiếm đó sao? Tôi đi vào trong phòng, dùng khóe mắt chú ý nhìn cửa phòng, nếu cửa đá có dấu hiệu đóng lại, tôi sẽ lập tức chạy ra ngoài, có điều cửa đá không hề có chút dấu hiệu chuyển động nào. Tôi cứ thế đi thẳng đến phía trước tượng điêu khắc của khâu sử đạo, tượng điêu khắc của người đàn bà có khuôn mặt như miếng sỏ dày kia, đã gần sát bên hông tôi rồi hình dáng của bức tượng điêu khắc này tinh xảo hơn rất nhiều, ngũ quan, thần thái, đều sống động như thật. Điều này cũng khiến tôi phân biệt ra được, người mà tượng điêu khắc ra không phải là kế nương, tuy rằng hình dạng khuôn mặt bà ta giống hệt kế nương, nhưng lại có một đôi mắt phượng, đuôi mắt hơi hơi xếp lên, sống mũi cao thẳng, môi anh đào đầy đặn. Tượng điêu khắc của kế nương, cùng với mặt của kế nương, tôi đều từng thấy, ngũ quan thần thái cụ thể vẫn có khác biệt không nhỏ với bức tượng điêu khắc hiện giờ. Sau khi tư duy bình ổn lại xong, tôi còn nghĩ rõ ra một điểm càng quan trọng hơn, đó chính là tồn tại của Khâu Sử Đạo và tồn tại của kế nương, không phải nằm trên cùng một mốc thời gian. Tuy rằng tôi không biết cụ thể, nhưng Khâu Sử Đạo cách hiện nay ít nhất phải tới trên 4500 năm. Nhưng kế nương thành danh lại là trăm năm trước, lúc đó bà ta hơn 30 tuổi, tán ảnh Quan Sơn Đại Thành, thích nuôi trai lơ, nổi danh bốn phương. Chi tiết trong chuyện này, nếu không có ghi chép nào, thì đúng thật không thể biết được. Ánh mắt rời khỏi tượng điêu khắc của người đàn bà kia, tôi đem sức chú ý tập trung lên trên cái hộp gỗ dài đó. Giấy phù trên hộp gỗ rất phức tạp, dùng một chữ xá mở đầu, bên dưới thì lại là một chữ trảm, phía dưới chữ trảm lại là một chữ giới, chữ giới bị kéo dài hết khoảng tầm một nửa cả phần phù văn, rồi dùng một chữ xác kết lại. Tôi hơi do dự một chút, rồi bèn trực tiếp đưa tay ra, chú ý cẩn thận lật tờ phù văn đó ra, tôi rất chú ý không phá hoại nó còn càng thận trọng hơn cuộn nó lại rồi đút vào trong túi, sau đó cầm cái hộp gỗ đó lên khỏi hai tay tượng điêu khắc của khâu sử đạo. Hộp gỗ dẻ mỏng manh không phải rất nặng nề, sau khi lật bỏ phù văn xong, tôi phát hiện bên trên cái hộp có khắc một số chữ, tuy chữ nhỏ, nhưng trong bút tích vẫn toát lên cách hành văn rắn rỏi của khâu sử đạo. Quân vương mất nước trấn bằng ngọc tỷ y giữ, nếu định trảm trừ, cần thượng phương trảm mã kiếm, định sát tại Trung Long phân tích sơn. Mí mắt tôi hơi run lên, lẩm bẩm đọc đoạn này lên, ghi nhớ kỹ trong tâm. Nhìn như trong điển tích khâu sử đạo chẳng để lại gì cả, thực sự đến thời điểm then chốt đặc thù này, ông ta vẫn để lại chiêu dự phòng. Tôi đột nhiên nghĩ đến, khối ngọc tỷ đó chắc là nằm trong tay liễu tam nguyên. Rồi làm sao lại rơi vào trong tay Dương Thanh Sơn? Hơn nữa trong tay Dương Thanh Sơn còn có một thanh kiếm xương trắng, thanh kiếm đó nhất định cũng là vật của tộc Khương. Tư duy đến đây, tôi không khỏi thở hắt ra một hơi dài không biết đây là do Dương Thanh Sơn quá mạnh, có thể lấy Ngọc Tỷ về. Hay là Liễu Tam Nguyên cũng cho chúng tôi cơ hội, ông ta muốn xem xem khi có cơ hội giống nhau, ai có thể đứng đến cuối cùng. Tôi mở nắp trên hộp gỗ ra, hiện ra trong tầm mắt, bèn là một thanh kiếm. Thanh kiếm này dài khoảng 1 mét, toàn thân đều là chất ngọc, chỉ có vị trí lưỡi kiếm có thể nhìn thấy ánh phản quan sắc bén, giống như là dùng ngọc bao phủ một lớp lên trên thanh kiếm này vậy. Trên bề mặt ngọc ở phía trên, điêu khắc hoa văn rồng và hình vẽ bắt đầu cửu tinh tinh xảo tôi nắm lấy chui kiếm lật nó lại bề mặt ngọc ở mặt còn lại thì điêu khắc hình vẽ phượng hoàng ở phía dưới chui kiếm là một tấm thẻ ngọc bên trên còn có khắc chữ tiên phong thượng phương kiếm theo luật diệt gian tan tim tôi không khống chế nổi mà đập điên cuồng từng cơn trong lòng không ngừng cảm khái sát âm luyến dương là cửu ngũ chí tôn quân vương mất nước thủ đoạn của khâu sử đạo chính là dùng ngọc tỷ của hắn trấn hắn lại lúc cần thiết còn cần dùng kiếm của hắn đi trảm diệt hắn. Trong chuyện này không chỉ có ý nghĩa đặc thù của khối ngọc tỷ và thanh kiếm này, mà khâu sử đạo nhất định còn hao tổn một phen tâm huyết, tốn không ít công sức để tăng cường. Đây chẳng phải vừa hay phù hợp với câu nói, thiên tử phạm pháp, tội như thứ dân. Tôi cất thanh trảm mã kiếm này lại, đậy kỹ nắp hộp. Lại đem cái hộp gỗ dẻ này buộc vào thắt lưng, treo cùng một chỗ với dương công bàn lại nhìn tượng điêu khắc của người đàn bà mặc như miếng xỏ dày kia một cái tôi không hề lập tức rời khỏi đây mà tiếp tục quan sát kỹ lưỡng cả căn phòng một lượt trong phòng tuy không có giá sách nhưng bốn phía sát tường đều có bàn án dài trên những bàn án này đều bày một số đồ vật trong đó có một chiếc bàn án bên trên bày bút mực và nghiêng mực cùng với một số sách vở ở góc bàn còn có một chậu hoa hình tròn nho nhỏ chậu hoa này làm bằng ngọc trong chậu như là có sinh trưởng loại thực vật gì đó chăm chú nhìn kỹ loại thực vật đó, tôi không khỏi hít ngược một hơi, từng mảng lớn da gà trong nháy mắt đã nổi trên khắp toàn thân tôi. Bởi vì, đó chính là từng khóm từng khóm nấm đầu xác. Chẳng biết có phải bởi thời gian quá dài hay không, mà thứ nấm đầu xác này nhìn lên đều như có chút hóa ngọc rồi. Trong mắt đau rát từng cơn, tôi rùng mình một phát tỉnh người lại, hóa ra có một giọt mồ hôi lạnh to đùng đã thuận theo mép trán chảy vào trong mắt tôi. Quả nhiên, không chỉ có tán ảnh quan sơn đến từ khâu sử đạo thứ nấm đầu xác này hóa ra cũng đến từ ông ta ngoài kinh hãi tôi càng không khỏi nghĩ lại mà sợ khâu sử đạo đúng chẳng phải người thường trên mộ ông ta nếu trồng đầy thứ nấm đầu xác này thậm chí là trồng bên trên vị phát quỷ thì còn ai dám vào trong mộ nấm đầu xác cộng thêm xác âm luyến dương còn cả bố trí trên phong thủy của ông ta đừng nói mấy trăm năm kể cả trôi qua thêm cả một hai nghìn năm cũng chẳng ai có thể phá mộ được á. À. Nghĩ lại một chút, tôi cũng nghĩ đến một khả năng, hoặc giả ông ta đã suy nghĩ đến việc hậu thế tộc Khương sẽ thay đổi, thậm chí phá hoại phần mộ của ông ta, nên mới để lại một thủ đoạn thế này, cho tộc Khương thêm một cơ hội. Đi đến phía trước cái bàn án này, sách vở trên bàn không ít, trong đó có một quyển cũng là một cuộn sách da dê, bên trên có bốn chữ tán ảnh quan sơn. Gần như giống hệt không khác gì với tán ảnh quan sơn mà lần đó tôi có được bên cạnh cuộn sách da dây bèn là một số sổ tay tạp ký rồi những người thời trước này đều thích mang lý lịch của bản thân viết thành tạp sử dân giả đến tận thế hệ lý âm dương đều còn lưu lại sở thích kiểu này càng nói gì đến khâu sử đạo trên cuốn sổ được lật ra kia còn viết một đoạn cuối cùng mạng ta sắp khuất còn lại một hơi thở cuối cùng tọa tại trong núi nam sơn trong tộc đều biết ta đem nguyên bản tán ảnh quang sơn theo trên người kỳ thực không phải thuật kế thừa truyền miệng Trung quy có ngày đoạn tuyệt, tộc Khương nếu lục đục, kẻ phản bội hoặc giả có liễu thị dẹp loạn phản chính, tộc Khương lại cường thịnh ngàn năm. Tôi đọc mà ngẩn cả ra. Vô thức tôi lắc lắc đầu, Dương Hạ Nguyên kể cả có lấy được xác chết và thi đan của khâu sử đạo, kể cả là y chiến thắng, y cũng không lấy được tán ảnh quan sơn. Khâu sử đạo đã viết rõ ràng rồi, nhà họ liễu nhất định sẽ dẹp loạn phản chính. Ánh mắt của tôi hướng lên trên mấy quyển sổ còn lại, cầm lên bắt đầu đọc. Thứ viết ở trên những quyển sổ này bèn tương đối dễ lý giải rồi, đại thể đều là sinh thời của khâu sử đạo, từ sau khi ông ta trở thành tiên sư của tộc Khương, ngẫu nhiên quan sát tướng sao, phát hiện thuật phong thủy có liên quan càng nhiều tới tướng sao, vậy nên bắt đầu nghiên cứu thuật pháp phong thủy tướng sao. Cuối cùng nghiên cứu ra tán ảnh quan sơn. Còn nguồn gốc của thứ nắm đầu xác này, kỳ thực cũng là phát hiện trong lăng mộ của xác âm luyến dương, là vật thủ mộ của quân vương mất nước mở đọc hết tất cả sách vở, tôi cuối cùng cũng biết tại sao tán ảnh Quang Sơn lại lưu truyền ra ngoài. Năm đó ông ta vốn có thê thất, huyết mạch họ khâu đã được tiếp nối, nhưng lại thích một người đàn bà, tên là Thẩm Hạnh. Người đàn bà này am hiểu thuật phong thủy, lại rất có mưu mô, vấp phải sự phản đối của chính thất, cùng với lời ngăn cản của nhà họ liễu. Khâu sử đạo cuối cùng vẫn động lòng ích kỷ, để Thẩm Hạnh rời đi, hơn nữa còn đem tán ảnh Quang Sơn viết ra một bản khác, cho bà ta đem theo. Lúc Thẩm Hạnh rời đi, còn đang mang thai. Ông ta vì để Thẩm Hạnh có năng lực tự vệ, thậm chí còn cho bà ta đem theo một cây nấm đầu xác. Ông ta trước sau gì đều vẫn nhớ mãi không quên được Thẩm Hạnh, dẫn đến việc trước lúc chết, còn ra lệnh điêu khắc tượng đá của Thẩm Hạnh, để bà ta hầu hạ bên cạnh tượng đá của ông ta. Đặt cuốn sổ cuối cùng xuống, tôi thở hắt ra một hơi. Kế nương, chắc là huyết mạch tiếp diễn của Thẩm Hạnh, tuy ngược nguồn gốc trên người bà ta còn chảy dòng máu của khâu sử đạo. Thẩm kế nếu đã là hậu duệ của kế nương, vậy thì cô ta cũng chính là hậu duệ của khâu sử đạo. Tôi đột nhiên dâng lên một ý tưởng, chức tiên sư này hoặc giả để thẩm kế đảm nhận, càng thích hợp hơn. Khoảng thời gian tiếp xúc này, tôi đều có thể nhìn ra được, tộc Khương và nhà họ Liễu, liên tục tiếp diễn kỳ thực đều là huyết mạch. Bao gồm Liễu Hóa Yên là cô của Liễu Dục Chú, sự tương đồng có thể nhìn ra được của liễu tam nguyên và liễu dục chú cùng với kẻ từng mang tên khâu thiên nguyên sau này đổi tên thành dương hạ nguyên cũng là hậu duệ của khâu sử đạo hiện giờ nhà họ liễu vẫn như xưa tộc khương vẫn như xưa nhưng tiên sư này của tộc khương lại cần đến một người ngoài như tôi đảm nhiệm chắc cũng là do tộc khương không còn lựa chọn nhà họ liễu cũng không còn lựa chọn nhưng nếu như bọn họ biết thẩm kế là huyết mạch còn tồn tại của khâu sử đạo hoặc giả sẽ có lựa chọn khác Việc này đối với thẩm kế mà nói, có phải cũng được coi là quay về nguồn cội, nhận tổ quy tông. Tuy rằng thẩm hạnh năm đó rời đi một cách không mấy hữu hảo, được coi là bị đuổi đi. Có điều người đều đã khuất, thẩm kế hiện giờ lại cũng khao khát như thế đối với thuật phong thủy. Nghĩ đến đây, cái ý nghĩ đó trong đầu tôi cũng càng mạnh hơn, chuyện này rất cần thiết phải bàn bạc với nhà họ liễu. Thẩm kế đối xử với tôi không tồi, tôi không cần thiết phải giấu giếm, Tán ảnh quan Sơn có được từ Khâu Sử Đạo, Khâu Sử Đạo cũng được coi là một đời đại sư phong thủy, tôi càng không nên ích kỷ. Tôi ngoảnh đầu lại, nhìn thật sâu bức tượng điêu khắc Khâu Sử Đạo một cái, chuẩn bị quay người rời đi. Vừa đi được hai bước, tôi lại lần nữa quay đầu lại, chăm chăm nhìn chậu hoa bằng ngọc ở trên bàn kia, trong lòng lại dâng lên một nỗi sợ hãi. Hiện giờ kế nương phần đã hủy rồi, trên đời này độc tố nắm đầu xác còn giữ lại bên ngoài, đang nằm trong tay Trương Nhĩ. Tôi muốn để thẩm kế tới làm tiên sư, nếu như cô ta đi chệch đường, trong tay lại có thứ độc nấm đầu xác này, vậy chẳng phải sẽ thành kế nương thứ hai sao? Tuy tôi tin tưởng tính cách của thẩm kế sẽ không như vậy, nhưng tôi vẫn không dám để lại hậu họa. Lại lần nữa đi đến trước bàn, tôi chú ý cẩn thận cầm chậu hoa bằng ngọc lên, nhìn quanh một lượt các bàn án khác ở trong phòng một chút. Có một cái bàn bên trên để một số đồ vật dạng như rương nhỏ hộp nhỏ. Tôi đi lấy một cái hộp gỗ có độ lớn tương đương với chậu hoa bằng ngọc, đặt chậu hoa vào bên trong. Lại dùng liễu đới buộc lên trên thành một cái quai, đem hộp gỗ đeo lên trên vai, lúc này mới rời khỏi phòng. Trước khi đi tôi rút tấm thẻ bài trên cửa đá ra, cửa đá từ từ trượt quay về, cuối cùng lại lần nữa đóng chặt lại. Tôi không ở lại thêm trong căn nhà trạch kép này, đi thẳng qua chỗ cái giếng chỗ đình đài đó rời đi, về lại trong lối đi, rồi lại tới phía dưới cùng của đầm nước. Lúc tôi đi ra ngoài, bèn nghe thấy từng đợt tiếng soạt soạt khe khẽ. Ngoảnh đầu nhìn một cái, phát hiện mép trì vách đầm, thỏng xuống một sợi dây thừng. Tôi ngửa đầu lên, nhìn thấy Khương Manh ở phía trên đang nằm bò ở bên trì đầm nước. Dây thừng rất chắc chắn, tiên sư anh nhanh lên trên đi. Trong giọng nói của Khương Manh rõ ràng toát ra vẻ mừng rỡ, việc này không hề giả. Ở dưới này tôi cũng chẳng có việc gì khác, không tiếp tục trì hoãn, kéo lấy dây thừng tiếp lực trèo lên trên nếu là trước đây độ cao hai ba mươi mét này đã sắp cao bằng tám chín tầng lầu tôi chưa chắc dám trèo nhưng giờ lại chẳng có mấy cảm giác sau khi tôi lên trên sông khương manh còn rụt rè quan sát tôi một lượt biểu cảm rõ ràng là lo lắng sợ tôi bị thương tôi ngửa mặt nhìn bầu trời đêm một cái mới phát hiện bầu trời đầy sao đã tan đi chắc là trời sắp sáng rồi đi thông báo cho liễu tam nguyên một chút tôi cần gặp ông ta tôi hít sâu một hơi trầm giọng mở miệng là cần chuẩn bị đại lễ sao? Trong mắt Khương Manh lại có vài phần mừng rỡ. Không. Tôi trực tiếp lắc đầu. Lập tức, thần sắc của Khương Manh liền trở nên hoang mang bất an. Bịch, một tiếng, cô ta lại còn trực tiếp quỳ thẳng luôn xuống đất, phủ phục không dậy. Tôi không ngờ một chữ này của tôi lại khiến Khương Manh phản ứng mạnh như vậy. Tộc Khương cần tiên sư. La tiên sư, nếu anh có gì để bụng, có thể nói hết ra, tộc khương sẽ thỏa mãn điều kiện của anh trong giọng điệu của khương manh thậm chí đã có chút vẻ cầu cạnh tôi thở dài một tiếng lắc lắc đầu nói tộc khương sẽ có tiên sư đại lễ cũng sẽ cử hành chỉ có điều không phải bây giờ mà thôi tôi cần bàn bạc với liễu tam nguyên tôi không hề nói thẳng hết ra dù sao tôi cũng không xác định liễu tam nguyên liệu có đồng ý không ông ta đương nhiên có khả năng không đồng ý nếu như thế tôi cũng phải tuân thủ lời hứa tạm thời lưu lại tộc khương khương manh lúc này mới ngẩng đầu lên vẻ căng thẳng trên mặt cô ta tan đi cung cung kính kính đứng dậy nói cô ta lập tức đi mời đại trưởng lão sau khi khương manh rời đi trên người tôi vẫn còn có chút đau nhức cảm giác mệt mỏi cũng bắt đầu trào lên không hay không biết tôi đã ở phía dưới cả một đêm rồi đang chuẩn bị quay về phòng trước khi liễu tam nguyên tới cần nghỉ ngơi chốc lát khóe mắt tôi lại phát hiện chỗ trung tâm cái đình đọc sách kia hóa ra lại trồi lên một cây trụ đá trụ đá không cao, đại khái khoảng chừng nửa mét. Tôi do dự một chút, vô thức đi đến trước nó, chầm chậm nhìn mấy giây đồng hồ xong, tôi đưa tay ra ấn lên trên nó. Chỉ là hơi hơi chạm vào một chút, trụ đá liền rắc rắc chìm xuống, rất nhanh đã bằng với mặt đất, thậm chí không nhìn thấy kẻ hở. Phía bên kia truyền lại tiếng rắc rắc, còn có cả âm thanh chuyển động trượt, thậm chí mặt đất còn hơi hơi có chút chấn động. Tôi nhanh chân đi đến bên rìa đầm nước đã cạn, Cuối đầu nhìn xuống dưới một cái trận pháp đá dâm cửu tinh liên châu được tôi phục hồi nguyên trạng ở dưới đáy lại lần nữa hỗn loạn loáng thoáng còn có thể nhìn thấy khe hở lún xuống dưới ở bốn phía cũng biến mất rồi trong vách đầm có tận mấy vị trí đang rỉ nước tốc độ nước rỉ này không chậm rất nhanh đáy đầm đã có mực nước sâu nửa mét tôi không khỏi khâm phục khu nhà trạch này không chỉ là thiết kế tinh xảo của khâu sử đạo mà năm đó thợ xây dựng tham gia vào cũng quyết không phải là nhân vật không tiếng tâm phong thủy sư có thể thiết kế âm dương trạch nhưng những cảm bẫy cơ quan này toàn bộ đều cần có thợ làm tay nghề điêu luyện sắc sảo của thợ cộng thêm thiết kế nhà trạch của phong thủy sư mới có thể khiến nhà phong thủy thực sự thành hình tôi về đến trong phòng mang cái hộp gỗ đựng nấm đầu xác kia đặt cạnh đầu giường đem cái hộp gỗ dễ dài để bên cạnh mình lúc nhắm mắt ngủ cũng không rời tay tôi không để bản thân ngủ quá say chuyện thần thần quỷ quỷ tiếp xúc nhiều rồi cũng đã đại khái có thể khống chế bản thân ngủ nông rồi. Cũng chẳng biết ngủ được bao lâu, tiếng gõ cửa khe khẽ truyền lại, thân người tôi rùng mình một phát, mở mắt ra. Tỉnh người lại, dựng người ngồi dậy. Cửa phòng lại bị gõ cộc cộc hai tiếng, vọng vào giọng nói cung kính của Khương Manh, là tiên sư, đại trưởng lão tới rồi. Tôi yên lặng, cô thị nữ Khương Manh này, biết thực làm việc cũng kỹ càng nghiêm ngặt. Vốn tưởng tôi tỉnh dậy, sẽ nhìn thấy liễu tam nguyên ở cạnh giường, đúng thật chưa từng nghĩ ông ta sẽ đợi bên ngoài gõ cửa mời vào tôi trầm giọng gọi cửa phòng bị đẩy mở sải bước vào trong chính là liễu tam nguyên đang khoác hai tay sau lưng ánh nhìn đầu tiên của ông ta khi bước vào phòng bèn hướng lên trên cái hộp gỗ dẻ dài ở trong tay tôi tốt rất tốt liễu tam nguyên hài lòng gật gật đầu trong mắt có vài phần tán thưởng tôi đứng dậy đi đến trước mặt liễu tam nguyên không hề do dự, trực tiếp liền đưa luôn hộp gỗ dẻ cho ông ta, nhưng ông ta lại không đưa tay ra đón lấy hộp gỗ. Tôi thắc mắc không hiểu nhìn sang ông ta. Liễu Tam Nguyên nói, tiên đạo lấy xác, đạo sĩ trấn xác, trảm xác thì cần tiên sư, là tiên sư, chuyện này cần cậu đi làm. Do dự một lát, tôi mới nói, trảm xác không vấn đề, có điều trên vấn đề tiên sư này, tôi cần bàn bạc với ông. Liễu Tam Nguyên hơi nheo mắt lại, thành một đường rảnh ồ la tiên sư cậu vẫn còn ý tưởng khác sao hay là tất cả những gì tộc hương cho cậu cậu còn chưa vừa ý hoặc là điều kiện của nhà họ liễu còn chưa đủ rõ ràng trong giọng nói của liễu tam nguyên đã có một tia sát khí theo lý mà nói người ở cấp độ này như liễu tam nguyên không nên dễ dàng có thay đổi cảm xúc như thế này mới phải nhưng trong lòng tôi lại rất rõ nguyên nhân khiến ông ta có kiểu thay đổi cảm xúc này Tộc Khương không còn lựa chọn nào khác nữa. Ít nhất ở chỗ ông ta, lựa chọn ông ta đưa ra chính là từ bỏ Dương Hạ Nguyên, chỉ còn lại tôi, nếu tôi không làm tiên sư, vậy từ nay về sau, Tộc Khương bèn không còn tiên sư nữa. Giây tiếp theo, Liễu Tam Nguyên lên trước một bước, khí thế trên người ông ta trong nháy mắt vọt cao lên nhiều lần, giống như núi đè đỉnh đầu, không khí trong phòng trong nháy mắt cũng xuống dưới không độ, giống như mùa đông tháng chạp vậy. Cái luồng sát khí mãnh liệt kia cùng với vẻ trấn áp và chất vấn trong mắt ông ta khiến tôi cảm nhận được một thứ áp lực cực lớn tôi không lùi sau bởi vì tôi chắc chắn liễu tam nguyên không thể nào giết tôi một khi lùi sau về khí thế tôi sẽ bị liễu tam nguyên áp chế vậy về sau khi tôi gặp liễu tam nguyên đều phải cúi đầu rất khó có thể xoay chuyển lại tôi nhìn thẳng vào mặt liễu tam nguyên bình tĩnh nói đại trưởng lão ông không cần sốt ruột như thế tộc khương không phải sẽ không có tiên sư liễu tam nguyên lạnh lùng mở miệng nói ta không thể không thừa nhận tính cách và gan góc của la tiên sư cậu đều không phải là một thanh niên có thể có được có điều nếu lời cậu nói không thể khiến ta vừa ý cậu không đảm nhiệm chức tiên sư này thật vậy thì lửa giận của tộc khương và lửa giận của nhà họ liễu cậu chưa chắc đã chịu đựng nổi mệnh số của âm dương tiên sinh ta cũng có chút muốn xem xem rốt cục có phải cứng thế thật không đứng ở đây đều khiến người ta không giết chết được Khí thế của Liễu Tam Nguyên lúc này hiển nhiên đã rút bớt không ít, nhưng trong lời nói của ông ta vẫn tràn ngập sát khí. Thẩm hạnh. Tôi chỉ nói hai chữ này, lập tức, mặt của Liễu Tam Nguyên liền kinh hãi biến sắc. Ông ta chồng chọc nhìn tôi, ánh nhìn không xê dịch chút nào. Xem ra đoạn ký ức này, không chỉ khâu xử đạo đến chết vẫn khó quên nổi, mà tộc Khương và nhà họ Liễu cũng đều khắc ghi trong tâm. Lòng tôi hơi thả lỏng đôi phần, tiếp tục nói liễu tam nguyên lắc lắc đầu nói trên điển tích ả đàn bà đó là hồng nhan họa thủy tộc khương suýt nữa vì vậy mà nội loạn may là tiên đạo thân gỗ tâm đá không bị ả mê hoặc trục xuất khỏi tộc tôi khẽ than một tiếng nói lúc bà ta rời đi đã mang thai rồi hiện giờ tán ảnh quan sơn này không chỉ có một mình tôi biết sử dụng bộ dạng này của liễu tam nguyên tôi hơi có chút suy đoán liễu dục chú không hề đem chuyện của thôn kế nương kể ra quá nhiều có điều danh tiếng của kế nương năm đó chắc không nhỏ hay là nhà họ liễu trước đây không lưu tâm đến việc này trong đầu tôi nhanh chóng vuốt xuôi tư duy xong bèn mang chuyện liên quan đến thẩm hạnh mang thai đem một bản sao của tán ảnh quang sơn rời đi mà tôi đọc được trong ghi chép sinh thời của khâu sử đạo kể ra đồng thời còn có tất cả mọi việc phát sinh trong thôn kế nương bao gồm hiểu biết của tôi đối với kế nương và thẩm kế cùng với thuật phong thủy và khát vọng đối với tán ảnh quang sơn của thẩm kế ngừng lại một hồi tôi mới tiếp tục nói kế nương tà ác mà hoang dâm nhưng thẩm kế thì hoàn toàn ngược lại cô ta hiện giờ đang chuộc tội cho âm tiên sinh và thôn kế nương nhưng lại không biết thân thế của bản thân cô ta có sự quyến luyến đối với dòng tộc lại là tiếp nối huyết mạch của tiên đạo còn tôi đối với tộc khương mà nói dù gì vẫn là người ngoài đối với dòng tộc cũng không có sự quyến luyến tộc khương rốt cục đã tồn tại mấy ngàn năm hay là mấy trăm năm tôi không biết nhưng tôi biết thứ các ông kế thừa là huyết mạch nếu thiên đạo vẫn còn huyết mạch có thể kế thừa y bác của ông ta đây đương nhiên là lựa chọn thượng thừa những lời cuối cùng này tôi nói rất thành khẩn liễu tam nguyên đột nhiên nhắm mắt lại ông ta đến một câu cũng chẳng tiếp tục nói nữa tôi im lặng không nói tiếp nữa lúc này liễu tam nguyên rõ ràng là đang suy nghĩ tôi không cần thiết phải nhắc mạch suy nghĩ của ông ta liễu tam nguyên là một người thông minh ông ta chắc sẽ có cùng một lựa chọn với tôi Thời gian trôi qua rất lâu, tôi chuyển tầm mắt ra ngoài nhà, phát hiện Khương Manh liên tục quỳ dưới đất, trên mặt cô ta rõ ràng lộ ra biểu cảm hoảng loạn, nội dung cuộc đối thoại vừa nãy giữa tôi và Liễu Tam Nguyên, đủ để khiến cô ta cảm thấy hoảng loạn bất an. Liễu Tam Nguyên nhắm mắt suy tư hồi lâu, cuối cùng mở mắt ra, nhìn thẳng vào tôi nói, la thập lục, cậu kỳ thực bỏ qua mất một điểm, tiên đạo hiện giờ đích thực vẫn còn huyết mạch trên thế gian này, nhưng lại không phải chỉ là mạch của ả thẩm hạnh làm loạn tộc khương đó, mạch chính thức của tiên đạo cũng vẫn có người còn sống trên đời. Dương Hạ Nguyên, Dương Thanh Sơn đã chết, nhưng còn để lại một tên Dương Hưng, tâm niệm của hắn tuy đã điên rồ, nhưng tộc Khương có thể nuôi nhốt hắn, sau khi khiến hắn để lại một huyết mạch thì tru giết hắn, thanh tẩy môn tộc một cách triệt để. Lúc nói đến đây, trong mắt Liễu Tam Nguyên rõ ràng sát khí bừng bừng. Có điều ông ta lại chuyển đề tài một phát, rồi tiếp tục nói, cậu mở miệng là nói cậu không thích hợp làm tiên sư của tộc Khương không có sự quyến luyến với dòng tộc, nhưng ta lại cho rằng cậu thích hợp hơn bất cứ người nào, thực sự vào tộc Khương rồi, nếu tộc Khương sắp mất, cậu nhất định sẽ đứng chắn phía trước. Nói đến đây, sát khí của Liễu Tam Nguyên lại gần như đều tiêu tan hết cả. Tôi khẽ thở hắt ra một hơi, nói, "Liễu đạo trưởng, tôi không cao thượng như ông nghĩ, tôi cũng chỉ là một người bình thường, chẳng phải sao?" Vậy nên hiện giờ ông gọi tôi là La Thập Lục, chứ không còn là La Tiên sư. Có người cảm thấy bản thân rất thông minh, nhưng kỳ thực lại là kẻ ngu xuẩn, có người nhìn như tầm thường, kỳ thực lại thông minh tuyệt đỉnh. Nói rồi, ông ta nghiêng đầu liếc Khương Manh một cái, tiếp tục nói, đi thông báo cho toàn bộ tộc Khương, ngày đại lễ lùi sau, kỳ hạn 3 tháng, kỳ hạn tới, lập tức cử hành. Trong mắt Khương Manh vụt qua một vẻ ngơ ngác, có điều cô ta vẫn đứng dậy, cung cung kính kính hành lễ với tôi, lúc này mới đi ra phía bên ngoài quan tinh trạch. Thấy Khương Manh đã đi xa, liễu tam nguyên lại lần nữa mở miệng nói xác âm luyến dương vẫn cần cậu trảm còn về thẩm kế cậu đi đưa về phù mà nhà họ liễu hứa với cậu vẫn cứ cho cậu tán ảnh quan sơn không hạn chế cậu sử dụng chỉ có một điều kiện tôi thở hắt ra một hơi dài trả lời cứ nói đừng ngại chuyện của thẩm hạnh nói rõ với thẩm kế cô ta là huyết mạch của khâu sử đạo cũng cần nói rõ tộc khương cần một người nhận tổ quy tông nhà họ liễu hiển nhiên cũng thế dù gì cô ta cũng từng có xung đột với liễu dục chú nhà họ liễu qua tìm cô ta khó tránh khỏi xuất hiện vấn đề thậm chí cậu còn có thể bảo với cô ta nếu cô ta thành tâm thành ý tới tộc khương đạo pháp của nhà họ liễu cô ta cũng có thể học trong chuyện này còn có một chuyện bàn sau chính là nếu thẩm kế không thể khiến chúng ta vừa ý hoặc là thuật tán ảnh quan sơn của cô ta không bằng cậu đại lễ vẫn cần cậu làm sắc mặt liễu tam nguyên không chút thay đổi giọng điệu bình thản khác thường đồng ý. Trong mắt tôi lập tức lộ ra chút vẻ vui mừng khó đè nén được. Đối với phản ứng của tôi, sắc mặt liễu ta nguyên rõ ràng có đôi chút cứng đờ. Ông ta quay người lại nói một câu: việc này tạm thời như vậy. Trời sắp tối rồi, sắc âm luyến dương đó không trấn được bao lâu nữa, cần lập tức trảm diệt. Nói xong, ông ta bèn nhanh chân đi ra phía ngoài quan tinh trạch. Tôi lúc này mới ý thức được, thời gian tôi ngủ vừa nãy đúng thật không ngắn cộng thêm cuộc nói chuyện với liễu tam nguyên cũng kéo dài rất lâu lúc này đã gần chập tối cái hộp gỗ có thượng phương trả mã kiếm kia đang nằm trong tay tôi tôi đi đến cạnh giường lại đeo cái hộp gỗ có niêm phong nấm đầu xác kia lên vai kiểm tra một lượt đồ nghề trên người đều không bị rớt lại bèn nhanh chóng đuổi theo liễu tam nguyên trong lòng tôi lờ mờ cũng có suy đoán nguyên nhân liễu tam nguyên đồng ý ngoài việc ông ta không thể tin tưởng triệt để kẻ ngoại tộc như tôi ra liệu có phải còn có nguyên nhân bởi ông ta cuối cùng trở mặt hủy diệt dương hạ nguyên dương hưng dù gì cũng là huyết mạch tiếp nối của dương hạ nguyên ngộ nhỡ sau này có khả năng báo thù thì sao ông ta sẽ thành nuôi hổ gây họa tất cả những việc này khiến sự cảnh giác đề phòng của ông ta với mạch của dương hạ nguyên đã sớm vượt qua thẩm hạnh trong điển tích nghĩ thêm đôi phần tôi liền ngừng suy đoán lại tâm tư của liễu tam nguyên tôi đoán không thấu nhưng tôi lại rất rõ những gì ông ta nói lúc cuối thứ đáng phải cho tôi vẫn sẽ cho tôi đây chắc là đang lôi kéo không gài bẫy được thì cho tôi đủ lợi ích dùng tình cảm để giữ người mỗi một câu nói của ông ta đều là một lời hai nghĩa vòng vo tam quốc đối với tôi càng là vừa ép vừa dụ ngầm ẩn sát khí ông ta mới đúng thật là đa mưu túc trí thông minh tuyệt đỉnh thời gian này ở trong tộc khương đối với nơi đây tôi cũng coi như quen thuộc hơn không ít sau khi rời khỏi khâu sử đạo quan tinh trạch xong tôi lấy cớ là còn cần làm một số chuẩn bị phải về khu nhà ở một chuyến trước liễu tam nguyên bảo tôi lúc nữa qua chỗ cổng chào của khu trại tập hợp rồi bèn vội vã rời đi lúc này ánh tàn dương đã tắt cách lúc trời tối cũng chỉ còn lại một chút nữa mà thôi tôi đẩy mở cổng nhà liền nhìn thấy lưu văn tam đang ở trong sân mài đao cùng với trần mù đang ngồi trên bậc thềm hút thuốc đồng thời còn có cả ngao sói đang nhảy bật một phát chồng về phía tôi Ngao sói đúng thật là quá lớn, tôi làm sao dám để cho nó chồng một phát thế này được. Huống hồ trong tay tôi còn có thượng phương trảm mã kiếm, trên người còn đang đeo một chậu hoa nấm đầu sát kìa. Phản ứng của tôi cũng rất nhanh, đột ngột ngồi thụp xuống, ngao sói vụ một phát liền nhảy qua người tôi. Tôi mượn quán tính của việc ngồi thụp này chạy lên trước hai bước, lúc ngẩng đầu lên, liền vội vàng ngoảnh đầu lại hô một câu, tiểu hắc, đừng làm loạn, nguy hiểm. Nó hơi có chút bất mãn trên ư ử một tiếng, rồi đi lại, dụi dụi vào chân tôi. Sức lực của nó đúng thật khác biệt quá lớn so với trước đây, tôi suýt nữa thì bị nó dụi cho loạn choạng. Trần mù bỏ thuốc xuống, lẹt lẹ kẹt ho đôi tiếng, ngao sói lúc này mới xích ra một chút, vẫy vẫy đuôi bên cạnh tôi. Tôi phát hiện chỗ bị lật da ở trên lưng nó, đã được băng bó lại rồi. Đồng thời, thần sắc của trần mù cũng tốt hơn không ít so với hôm quay về. Cái đại lễ mẹ gì đấy bắt đầu rồi mắt lưu văn tam rõ ràng có chút sáng lên không tổ chức đại lễ đại lễ phải ba tháng nữa trảm sát âm luyến dương trước tôi mở miệng nói trảm trước đại lễ sau cũng được có quả điềm tốt lưu văn tam cười hề hề nói tôi cười khổ ra hiệu cho bọn lão vào phòng trước tôi có việc cần nói trần mù không có thay đổi thần sắc gì sau khi đứng dậy thì vào trong phòng lưu văn tam rõ ràng có đôi chút thắc mắc ở trong phòng tôi cũng không đóng cửa phòng lại ngao sói nằm bò ở cửa chú ý ngoài cổng tôi cố hết sức bình tĩnh đem tất cả mọi chuyện đều kể một lượt hơn nữa tôi còn đem cái hộp gỗ đựng chậu hoa nấm đầu xác giao cho trần mù thần sắc của trần mù vẫn bình thản như cũ nhưng lưu văn tam thì liên tục nhăn mặt mãi một hồi sau lão mới nói lỗ lỗ to rồi nguyên cả nhà họ liễu nguyên cả một tộc khương thập lục vụ này chúng ta suýt nữa thì bỏ cả mạng mày thế này là mất công không được tiền á chưa đợi tôi mở miệng trần mù liền lắc lắc đầu nói hành động này của thập lục rất thông minh nó lưu lại ở tộc khương thì làm sao nhà họ liễu không thể nào thực sự thừa nhận nó nó chẳng qua chỉ là một thứ công cụ để truyền dạy tán ảnh quang sơn ra ngoài mà thôi kẻ mà nhà họ liễu thực sự thừa nhận đương nhiên là thế hệ tiếp theo có mang huyết mạch của khâu sử đạo do bọn họ bồi dưỡng đó chính là con trai của dương hưng tới lúc đó là tình trạng thế nào còn chưa chắc được, nó kể cả có thể tính toán thắng liễu tam nguyên, nhưng về mặt vũ lực, liễu tam nguyên có thể nghiền nát 10 thằng nó. Không có ý nghĩa gì, ngược lại là bảo hộ lột da, đặt mình vào nơi nguy hiểm. Hiện giờ nó rút mình ra ngoài, nhà họ liễu đúng dám không quản nó thật. Tình trạng của thẩm kế bọn họ còn chưa tìm hiểu triệt để, chưa chắc đã không xuất hiện biến cố gì, càng quan trọng hơn là cái tâm của liễu tam nguyên. Ngừng lại chốc lát, Trần Mù tiếp tục nói, liễu Tam Nguyên không phải là kẻ được ăn cả ngã về không? Từ chuyện của Dương Hạ Nguyên có thể nhìn ra được, vậy nên lão sẽ giữ cả đôi bên, vì để suy nghĩ cho tộc Khương và huyết mạch, lão sẽ giữ thẩm kế lại. Sau những lời này của Trần Mù, Lưu Văn Tam gãi gãi cái đầu trọc, lão lại mò rượu ra nhấp một ngụm, lào bào nói, nếu thế thật, thì cũng được. Cốt xấu gì lão đầu bò đấy cũng không trở mặt không cho phù, thập lục, nhất định phải lấy cái tốt nhất đi đấy. Tôi cười khổ, gật gật đầu. Đạo phù mà Dương Thanh Sơn dặn tôi, đúng thật chính là đạo phù tốt nhất của tộc Khương rồi. Tiếp đấy Lưu Văn Tam lại liếc cái hộp gỗ trong tay Trần Mù một cái, lão bổ sung một câu, ông cẩn thận tí lão mù, đừng có trúng độc, ông đừng có mà cả người mọc đầy cái thứ nấm đầu xác chết mẹ gì này nhé, không lúc đấy tôi lại còn phải kiếm cổ quan tài. Trần Mù khạc một tiếng, một bãi đờm đặc tí nữa thì nhổ lên trên mu bàn chân của Lưu Văn Tam. Tôi cười ngất, Trần Mù lại nhìn sang tôi, nói: hiện giờ sự việc cấp bách cố nhược lâm chú báo chúng nó sắp xếp về rồi mày lúc nào bất hồn chuyện này cũng đừng trì hoãn chúng ta phải ra ngoài nếu đã không tóm được trương nhĩ cũng không dụ được lão ra thì tạm thời đừng đối địch với lão nếu như đem thứ cần cho đưa cho lão sau này lão đi con đường tà ác thậm chí còn muốn đoạt âm dương thuật trên người mày thì mày cũng không cần tiếp tục nương tay nữa mặt tôi cứng đờ một phát mấy ngày hôm nay đúng thật là việc nọ nối tiếp việc kia tôi căn bản không chú ý để nghĩ đến chuyện này. Những lời này của Trần Mù cũng càng gọn gàng dứt khoát, đương nhiên, trong lời nói của lão vẫn còn cho Trương Nhĩ cơ hội. Tôi trầm ngâm một lát, trả lời, sau khi trảm sát, cần định xác vào Trung Long phân tích Sơn, chỗ đó nhất định có huyệt nguồn sinh khí dồi dào. Trung Long phân tích Sơn, lại là nơi thế nào? Lưu Văn Tam dậm dậm chân, nhíu mày hỏi. Khâu xử đạo sắp xếp, sau khi trảm bỏ xác âm luyến dương xong, đem xác nó trấn vào nơi đó. Tôi trả lời đúng sự thật. Rõ ràng, khóe miệng của Lưu Văn Tam trở nên co giật. Lão không phải lại có toan tính gì đấy chứ, đừng có chúng ta qua đó, xong lại gây ra trò gì nữa. Thập lục thuật phong thủy của mày, chắc cũng có thể tìm được một chỗ trấn xác khác chứ. Lưu Văn Tam tiếp tục nói. Tôi lắc lắc đầu, nói, trong đây ông ta chắc chắn sẽ không có thêm toan tính gì nữa, hơn nữa Trung Long phân tích Sơn, cũng có một số chuyện kể. Trong mắt Lưu Văn Tam xuất hiện đôi chút lo ngại, tôi lúc trước không kịp nghĩ sâu, bây giờ nghĩ thêm, liền lại có sự kính phục đối với khâu sử đạo. Định thần lại, tôi giải thích, Long Mạch Thiên Hạ lấy núi Tu Di làm khởi nguồn, quần thể núi Nam Sơn chống cuộc sống Long Mạch của lục địa Trung Nguyên dậy, người xưa muốn làm chủ Trung Nguyên, mà Trung Long này chính là nền móng của Trung Nguyên, sát âm luyến dương từng là một bậc đế vương cho dù là một ngày nào đó khâu sử đạo không dùng đến hắn nữa, vẫn cần phải cho bậc đế vương này tôn nghiêm đáng có. Trung Long phân tích Sơn, chắc là dãy chủ phong trong quần thể núi Nam Sơn, ông ta đã không cần sinh khí nuôi xác, đem hắn tán vào nơi đỉnh núi cao nhất, để hắn có thể ngắm nhìn hậu thế thiên thu, cũng coi là hài lòng hả dạ. Tôi nói hết xong, Lưu Văn Tam liền không nghi vấn gì nữa. Nhưng tôi lại phát hiện, trần mù không thấy đâu nữa, trong phòng chỉ còn lại hai người chúng tôi. Chú Trần. Tôi gọi một tiếng, Trần Mù mới từ trong căn phòng bên cạnh bước ra, trên người lão đã đem đầy đủ đồ nghề, bình thản mở miệng nói, "Vẫn cứ cần thận trọng, bọn chú đi cùng với mày, sau khi trảm sát thì đi trấn xác, rồi bức hồn, cố gắng làm xong những việc này để diệt trừ hậu hoạn." Tôi gật gật đầu, biểu thị tán đồng ý kiến của Trần Mù. Trước khi ra khỏi nhà, tôi còn đối phó bừa mấy miếng đồ ăn ở trong phòng của Lưu Văn Tam rồi bèn dẫn theo trần mù và lưu văn tam vội vã lên đường lúc ở trên đường lưu văn tam còn hỏi tôi một câu chuyện của dương hưng tôi dự định làm thế nào tôi lắc đầu bảo với lão tộc khương và nhà họ liễu cần giữ hắn lại để truyền huyết mạch việc này không cần tôi quản nhiều nữa hơn nữa liễu tam nguyên cũng không ngu ông ta chắc chắn biết không thể thả lỏng với cái tên dương hưng này lưu văn tam chỉ nhún nhún vai nói một câu đáng hận cũng đáng thương Chúng tôi vừa mới đi được nửa đường thì gặp Liễu Dục chú, gã rõ ràng là tới đón chúng tôi. Trải qua một hai ngày nghỉ ngơi dưỡng sức, trên mặt Liễu Dục chú đã chẳng nhìn thấy vẻ mệt mỏi gì nữa. Sau khi chạm mặt, gã chỉ gật gật đầu, rồi bèn đứng ở bên cạnh tôi, cùng sánh bước với tôi. Tiếp xúc thời gian dài rồi, thành ra cũng đã có sự ăn ý. Mấy phút sau, chúng tôi đến bên ngoài cổng chào của tộc Khương. Ngoài rìa của tộc Khương, có một khu đất trống cực lớn. Kỳ thực ở bên ngoài khu đất trống này Còn có một đoạn đường tương đối Mới sẽ tới nơi có người Bình thường tuyệt đối không thể nào có người tùy tiện tới bên ngoài tộc Khương Lúc này, ở bên rìa khu đất trống đó đều chất đầy dàn lửa Ngọn lửa đã được châm lên, cháy vẫn chưa được gọi là lớn Ở chính giữa khu đất trống, bày của quan quách bằng cẩm thạch trắng đó Bên cạnh ít nhất có 8 đạo sĩ đang đứng vây quanh vẻ mặt mỗi người đều trang nghiêm, không chút sơ suất Người bình thường của tộc Khương không tới ở phía trước những dàn lửa kia, đang đứng thưa thất một vòng đạo sĩ. Đạo sĩ nhà họ liễu có mấy trăm người, đương nhiên không phải mỗi một người đều mạnh như thế. Tổng thất ở bên ngoài vị phát quỷ nhất định đều là tinh nhuệ, sợ rằng đã chiếm một nửa số lượng rồi. Bốn người liễu tam nguyên, liễu hóa đạo, liễu hóa minh, liễu hóa dương đứng ở chỗ phía trước cổng chào chừng 50 mét, cách cổ quan quách bằng cẩm thạch trắng vẫn còn khoảng chừng mười mấy mét. Liễu dục chú cứ thế đưa chúng tôi tới trước mặt liễu tam nguyên. Đại trưởng lão, la thập lục đã đưa tới. Liễu dục chú hơi hơi cúi đầu, trầm giọng nói. Tôi lập tức liền hiểu ra, liễu tam nguyên nhất định đã đưa ra thông báo, xưng hô của liễu dục chú cũng đã thay đổi rồi. La thập lục, trảm sát thôi. Liễu hóa đạo là một động tác mời, trong thời gian này liễu tam nguyên chỉ gật đầu một lần, đều chẳng tiếp tục mở miệng nói chuyện với tôi nữa tôi cũng chẳng cảm thấy thất vọng, mà ngược lại cho như thế rằng rất tốt, nhà họ liễu phân chia rất rạch rồi. Tôi trực tiếp liền đi luôn về phía cổ quan quách bằng cẩm thạch trắng. Trần Mù và Lưu Văn Tam còn định đi theo tôi, nhưng liễu dục chú lại giơ tay ngăn bọn lão lại, bình thản nói một câu, các ông qua đó cũng vô dụng, ngộ nhỡ có biến cố gì, không chặn được còn phải mất mạng, la thập lục không sợ, nhưng các ông chết rồi, tôi khó giải thích với cậu ta. Lời này của liễu dục chú tôi nghe rất rõ ràng rành rọt, có điều tôi không ngừng lại, cũng không quay đầu. Tiếng bước chân phía sau đích thực dừng lại rồi, trần mù và lưu văn tam không đi theo được. Rất nhanh đã đến trước cổ quan quách bằng cẩm thạch trắng, tầm nhìn dừng lại trên nắp của quan quách, tôi hồi tưởng lại cảnh tượng lần đó hai tiểu đạo sĩ chết dưới tay của sát âm luyến dương, vẫn cảm thấy trong lòng sợ hãi, lòng bàn tay lập tức trĩ mồ hôi lạnh. Lại nghĩ đến thân hình giống như một quả núi của hắn xuất hiện trước mặt tôi, lúc đó nếu không có Dương Thanh Sơn kịp thời xuất hiện, dùng ngọc tỷ trấn hắn lại, bây giờ tôi đã là xác khô rồi. Tư duy đến đây, hơi thở của tôi không khỏi gấp gáp lên vài phần, thậm chí tôi đột nhiên cảm thấy, lúc đó mệnh số của tôi, khả năng đúng là không ngăn được xác âm luyến dương thật. Đương nhiên, đây là chuyện nói sau rồi, hiện giờ xác âm luyến dương đã bị trấn lại, là tù trong củi. Mở quan. Tôi trầm giọng mở miệng. Tám tên đạo sĩ đứng bên cạnh quan quách kia, lập tức xoay người quay đầu, bọn họ không chút do dự đến phía trước quan quách, gần như đồng thời đặt tay lên trên, dây tiếp theo, nắp quan quách bị khiên lên, bọn họ đem nó đặt xuống đất ở bên cạnh. Lúc này ánh lửa sáng rực, không tối như ở trong vị phát quỷ, tôi mới có thể tỉ mỉ kỹ lưỡng nhìn rõ tất cả mọi thứ ở trong quan quách. Thông thường bề mặt quan quách là lớp vỏ ngoài để bảo vệ quan tài, bên trong mới là quan tài thu liệm xác chết. Lúc này trong cổ quan quách bằng cẩm thạch trắng, chính là một cổ quan tài mỏng hơi nhỏ hơn một chút, chất liệu của cổ quan tài mỏng này còn tốt hơn rất nhiều so với cẩm thạch trắng của lớp vỏ, là một cổ quan tài bằng ngọc trong vắt có lẫn vỉ thúy. Quan tài không lớn, vừa vặn có thể dung nạp sát âm luyến dương. Hơn nữa ở hai bên rìa, vị trí giữa khe hở với quan quách, có rất nhiều khối ngọc vỡ nát, sơ lược còn có thể nhìn ra được, đây chắc là nắp quan của cổ quan tài này hiện giờ đã vỡ nát do xác âm luyến dương dựng xác xác âm luyến dương bây giờ đang nằm thẳng ở bên trong cổ quan tài ngọc đỉnh đầu đè khối ngọc tỷ vuông vức sắc mặt cứng đờ máy móc ánh lên màu xanh đen bộ quan phục màu xanh đen có vân vàng kim trên người hắn còn hơi có một cảm giác trấn áp tôi lên trước thò tay lên trên khối ngọc tỷ đó phát hiện ngọc tỷ đang hút dính chắc trên đỉnh đầu của xác âm luyến dương xác định đi xác định lại rằng ngọc tỷ sẽ không rơi xuống sông tôi mới lùi về vị trí chính diện của quan quách, trầm giọng hô lên. Dựng sát. Mấy đạo sĩ kia lại lần nữa lại gần quan quách, thò tay vào nhất xác chết của xác âm luyến dương lên. Tôi rất thận trọng, đã mở cái hộp gỗ dẻ kia, lấy thanh thượng phương trả mã kiếm dài hơn một mét ra cầm vào trong tay. Vô cớ, bên tai liền vang vọng mấy chữ đó. Tiên phong thượng phương kiếm, theo luật diệt gian tan. Trong nháy mắt, xác chết của xác âm luyến dương liền bị tám đạo sĩ này khiêng ra ngoài trực tiếp đặt thẳng ở bên cạnh quan tài không phải là đặt nằm mà là đặt hắn dựng thẳng đứng độ cao lớn của xác âm luyến dương phải cao hơn tôi cả hơn một cái đầu dưới ánh trăng chiếu rọi khối ngọc tỷ trên đỉnh đầu hắn hơi hơi tỏa ánh sáng bóng lóng lánh tôi hít thở sâu cực lực khiến cả cơ thể càng bình ổn hơn đồng thời tôi nắm chui kiếm trong tay cũng càng chặt hơn mấy phần câu sử đạo không hề nói cụ thể nên trảm như thế nào cơ mà chém đầu còn không dễ à tôi đang chuẩn bị giơ kiếm chém đầu nhưng tám đạo sĩ ở bên cạnh kia lại không hề tránh ra thanh kiếm này dù sao cũng dài hơn một mét tôi cũng sợ một kiếm chém xuống ngộ nhỡ chém nhầm làm bị thương đến ai nên lại lần nữa trầm giọng nói lùi ra nhưng bọn họ lại vẫn không nhúc nhích đầu mày tôi hơi nhíu lại liễu tam nguyên đã sắp xếp gì rồi ông ta không hề bảo với tôi á à. Vô thức ngoảnh đầu, tôi nhìn sang phía mấy người Liễu Tam Nguyên bên kia. Kết quả tôi lại phát hiện, trong mông lung, ở đây hóa ra đã có sương mù nổi lên rồi. Sương mù sinh ra rất nhanh, một phát đã chẳng còn nhìn thấy mấy người Liễu Tam Nguyên. Đột nhiên, bên tai có tiếng xé gió truyền lại. Mặt tôi đột ngột biến sắc, vụt lách một phát sang bên cạnh. Trong số tám đạo sĩ kia lại có hai người đang lao về phía tôi. Tôi né một phát thế này, bèn vừa vặn tránh được Đồng thời, bọn họ còn có hai người, gần như đồng thời giơ tay ra, đẩy một phát thật mạnh về phía khối ngọc tỷ đó. Cả khối ngọc tỷ, gần như trong nháy mắt liền chia năm xẻ bảy. Tôi kinh hãi biến sắc, việc này thì tuyệt đối không thể là sắp xếp của liễu tam nguyên rồi. Ông ta làm sao có thể hủy hoại khối ngọc tỷ này được, vào thời điểm trảm sát mà còn gây ra kiểu biến cố này. Giây phút ngọc tỷ vỡ nát, trong sương mù gần như đều tràn ngập lên một thứ màu xanh đen hai đạo sĩ kia lại càng lao lên trước một cách kỳ dị. Gần như một trái một phải, trực tiếp đập luôn lên trên hai bên tay trái phải của sát âm luyến dương. Dây tiếp theo, cơ thể bọn họ nhanh chóng khô héo, teo lại, hai mắt lồi ra, làn da trên mặt nhanh chóng hóp vào. Mấy giây sau, đạo sĩ dây trước còn đang sống sờ sờ, trong nháy mắt, đã thành xác khô. Ngoài ra, bốn đạo sĩ còn lại, cũng gần như đồng thời chồng về phía xác âm luyến dương bọn họ thế này không phải là đối phó với sát âm luyến dương, mà là đem dương khí cho hắn. Lòng tôi cực kỳ kinh hãi, có người đang dở trò. Tất cả mọi việc phát sinh quá nhanh, chẳng qua chỉ trong vòng 1-2 giây, tôi tuy đã phát hiện có dị biến, nhưng căn bản không kịp ngăn chặn. Hai đạo sĩ lao về phía tôi tấn công kia, sau khi tôi lách người tránh được đòn tấn công của bọn họ xong, động tác còn chưa ngừng, một người đá quét một cú, người còn lại trực tiếp rút luôn phất trần ra, cuộc một cú thật mạnh về phía giữa ngực bụng tôi. Cùng lúc này, bốn đạo sĩ còn lại kia phân biệt trái phải trước sau, áp sát đến trước người của sát âm luyến dương, cơ thể bọn họ nhanh chóng khô héo teo tóp, trong nháy mắt đã biến thành xác khô. Thân thể của sát âm luyến dương co giật một phát, hai bên má màu xanh đen bắt đầu hơi hơi run rẩy đột nhiên, đôi mắt nhắm nghiền của hắn vụt mở ra. Trong con mắt song đồng tử phát ra khí thế uy nghiêm như thái sơn đè đỉnh đầu, khiến người ta nhìn mà khiếp sợ, thậm chí còn có một thứ thôi thúc muốn quỳ xuống thần phục. Chính là bởi sự áp chế trên bản năng trong giây phút này, khiến tôi căn bản không hề tránh né, đòn đá quét của một trong hai đạo sĩ trực tiếp đánh trúng cẳng chân tôi, cơn đau thấu tim khiến tôi cảm giác cẳng chân như gãy mất vậy. Phất trần quật lên ngực, càng khiến tôi bị đánh bay ra ngoài 3-4 mét, xương lồng ngực giống như nứt gãy, tôi rơi mạnh xuống đất, máu huyết toàn thân càng cuộn trào. Càng khiến lòng tôi lạnh ngắt nữa, là tôi bị đánh vào bên trong sương mù, trước mắt chỉ còn lại sương mù ánh lên màu xanh đen làm gì còn nhìn thấy xác âm luyến dương nào tiếng bước chân gấp gáp truyền lại mặt tôi lần nữa biến sắc hai đạo sĩ đó còn chưa chịu dừng tôi lật người định bò từ dưới đất dậy đồng thời vụt phung thượng phương trảm mã kiếm trong tay một phát thời điểm nguy cơ sinh tử tôi cũng không cách gì tiếp tục bận tâm đến tính mạng của hai đạo sĩ kia nữa tôi nương tay thì người chết bèn sẽ là tôi Trảm mã kiếm trong tay tôi vụt đâm một phát về phía bên phải nơi có âm thanh gần nhất. Tôi rõ ràng cảm nhận được mũi kiếm đâm xuyên da thịt, nhưng lúc này, một bàn tay lại túng mạnh lấy cổ tay đang nắm chui kiếm của tôi, dây tiếp theo, bả vai bên trái cũng bị ấn chặt lấy. Bọn họ lại gần rồi, tầm nhìn mới hơi rõ hơn một chút, có điều lúc này sương mù thực sự là quá dày đặc, cho dù gần ngay trước mặt, tôi cũng chỉ có thể nhìn thấy hai cánh tay của bọn họ. Vị trí tay phải có cảm giác ấm nóng, trong khóe mắt tôi nhìn thấy có máu thuận theo thượng phương trảm mã kiếm chảy ngược lại. Tôi hự lên một tiếng, định dằn ra, nhưng sức lực của bọn họ lớn đến vượt quá mức tưởng tượng, tôi căn bản không dằn ra được. Trong lòng sốt ruột, đồng thời càng khiến tôi kinh hãi nghi hoặc là, lẽ nào mấy người liễu tam nguyên cũng xảy ra vấn đề gì rồi. Chứ nếu không tại sao đến giờ còn chưa ra tay. Sương mù lớn như thế này, mà bọn họ không nhìn thấy. Giây phút nghĩ đến đây, bèn có một tiếng quát lạnh lùng xuyên thấu bầu trời đêm, không ngừng vang vọng trong làng sương mù. Hậu thổ, minh đường, thiên mạch, u đường. Đạo sĩ chính phái nhà họ liễu, liễu tam nguyên, chiếu cáo ngũ lộ u thần, hung hồn bất kính, kinh phạm thần đế, kính hậu đức khoan dung, cho vong hồn yên ổn. Bốn phương gương đồng trấn trận, một cây phất trần làm tâm. Bày cờ phướng ngũ sắc, họ cung hoàng bạch phướng, họ thương thanh bạch phướng, họ giác thanh lục phướng, họ vi thanh hồng phướng, vũ âm thanh hắc phướng lập bổn âm nguyên liễu thị thượng phong thiên nguyên hạ phong địa giới yêu ma quỷ quái không chỗ ẩn mình tiếng quát của liễu tam nguyên lạnh lẽo sát phạt cáo văn khóa thần này từ trong miệng ông ta quát ra đúng thật là chấn động lòng người sát khí ác liệt liễu dục chú lần đó rõ ràng thiếu mất sự sắc bén này lúc gã sử dụng cáo văn khóa thần phần nhiều là sự nghiêm túc quay phong giây phút khóa thần chú vang lên hai tên đạo sĩ túng lấy tay tôi này lập tức liền như bị khóa lại vậy, bất động không nhúc nhích. Sương mù dày đặc nhanh chóng tan ra, mấy giây sau, sương mù trên cả khu đất trống đã hoàn toàn biến mất. Tầm nhìn lại lần nữa trở nên rõ nét, hai đạo sĩ ở bên cạnh kia, đột nhiên buông tay tôi ra, một người vẻ mặt ngơ ngác ngơ ngẩn đứng thẳng, người còn lại bị tôi đâm xuyên bụng dưới, vẻ mặt gã đau đớn, lùi ra sau song bèn của người ngã ra đất, ông lấy bụng dưới không ngừng co giật. Dàn lửa quay xung quanh cả khu đất trống, đang cháy phừng phừng lúc này đã không còn là ngọn lửa yếu ớt ban nãy nữa mà là lửa cháy mãnh liệt thậm chí còn có tiếng tanh tách không ngừng truyền lại cái xác âm luyến dương đó sừng sững bất động ngồi trên thành cổ quan quách bằng cẩm thạch trắng hai tay chống đầu gối giống như thái sơn xung quanh người hắn là sáu cái xác khô tiếng bước chân nhanh chóng lại gần phía tôi rất nhanh trần mù và lưu văn tam đều đã đến bên cạnh tôi những đạo sĩ lúc trước đứng phía trước giàn lửa thì toàn bộ đều lùi sau tản ra trong khu đất liền chỉ còn lại năm người liễu tam nguyên liễu hóa đạo liễu hóa minh liễu hóa dương cùng với liễu dục chú hơn nửa năm người này đã phân tán đến bốn phía trong tay bọn họ mỗi người một cây cờ phướng cắm vào năm phương vị vừa vặn bao vây khu đất trống này lại ở chỗ khoảng trống giữa các cây cờ phướng đều đặt một chiếc gương đồng trên người mỗi người bọn họ đều có phất trần có điều tôi cảm giác tâm trận chắc là cây của liễu tam nguyên chẳng trách bọn họ không thể khống chế thế cục ngay lập tức được dù sao khu đất trống này cũng quá lớn muốn dùng cáo văn khóa thần chỉ mỗi việc phân tán cắm cờ phướng đã cần một thời gian nhất định rồi thập lục mày không sao chứ lưu văn tam cảnh giác nhìn xác âm luyến dương hạ giọng hỏi tôi tôi thở dốc một tiếng cử động cơ thể phần ngực bụng vẫn đau buốt từng cơn không có gì đáng ngại khả năng bị thương đến xương sườn rồi. Khóe miệng tôi giật giật, cười khổ nói một câu. Xương sườn bị thương rồi, mà còn bảo là không sao. Lưu Văn Tam trợn mắt một phát, lại nhìn sang hai đạo sĩ bên cạnh, thần sắc rõ ràng đã có sát khí rồi. Trần Mù trầm giọng nói, bọn họ bị trúng vong, có điều chắc không phải là do cái xác âm luyến dương kia, nó vừa nãy rõ ràng vẫn bị ngọc tỷ trấn, cũng không thể nào là mấy người liễu tam nguyên động chân động tay, chuyện đã thế này, bọn họ không thể nào làm như vậy, huống hồ đạo sĩ cũng không có bản lĩnh khiến người ta bị vong nhập. Lòng tôi càng trầm xuống vài phần, chầm chầm nhìn về hướng của sát âm luyến dương. Tôi đã không còn tâm trạng để bàn bạc gì với Trần Mù và Lưu Văn Tam nữa cả, mạng của sáu đạo sĩ, Ngọc Tỷ bị vỡ, sát âm luyến dương này, chúng tôi còn có thể đối phó sao? Hai tay nắm chặt lấy trả mã kiếm, ngực bụng lúc lại đau nhói, khiến tôi càng tỉnh táo. Phải liều mạng rồi, chú Trần, chú Văn Tam, nếu không mọi người đều phải chết ở đây, cái xác âm luyến dương này một khi chạm phải, liền sẽ bị rút cạn tinh huyết dương khí, da thịt thân thể đều không được chạm vào cơ thể hắn, càng không được để bị hắn bắt được. Tôi hạ giọng cảnh cáo. Cũng đúng vào lúc này, liễu tam nguyên, liễu dục chú, liễu hóa đạo, liễu hóa minh, liễu hóa dương cùng liễu dục chú ở năm hướng, gần như đồng thời lao về phía xác âm luyến dương. Thượng khởi cửu thiên, hạ cáo dư địa, hôm nay trảm cỏ vương đi phúc đến tiếng chú pháp lại lần nữa vang vọng bầu trời đêm liễu tam nguyên vụt một phát nhảy bật lên hai tay ông ta quật mạnh một phát về phía xác âm luyến dương lập tức từ trong ống tay áo của ông ta có mũi tên bắn vọt ra ngoài đạo sĩ bắn tam tiễn nhất tiễn bắn thiên ương nhị tiễn bắn địa ương tam tiễn bắn quỷ ương bắn đoạn hung ác quỷ vĩnh viễn rời quê hương giây tiếp theo tiếng hô đồng loạt của bốn người liễu dục chú đồng thời vang vọng. Trảm sát tam đoạn Nhất trảm trừ thiên ương, yêu ma đều thương tổn, tinh thần tới hộ vệ, nhật nguyệt hiển tam quan. Nhị trảm trừ địa ương, mậu đã tọa trung phương, phục thi đều hóa tán, ma quỷ cũng tiêu vong. Tam trảm trừ quỷ ương, quỷ quái ẩn náu hết, vong hồn siêu tiên giới, trong huyệt vĩnh các tường, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Trong tiếng quát, bốn người bọn họ gần như đồng thời giơ kiếm lên. Trong giây phút mũi tên của Liễu Tam Nguyên áp sát sát âm Luyến Dương, bọn họ một người vung ra ba thanh kiếm đồng thao, tận 12 thanh kiếm chém về phía sát âm Luyến Dương. Thủ đoạn mạnh nhất của đạo sĩ nhà họ Liễu, tôi không chỉ một lần từng thấy Liễu Dục chú dùng, đều vô cùng mạnh mẽ. Lúc này do Liễu Tam Nguyên dẫn đầu, không chỉ là Liễu Dục chú, mà bốn người còn lại đều mạnh hơn gã. Ba trảm ba bắn này, sợ rằng kể cả Lý Âm Dương và Lý Độn không đồng thời xuất hiện, đều không cách gì đỡ được. Kiếm đồng thao và mũi tên, trong chớp mắt đã đến trước mặt sát âm luyến dương. Sát âm luyến dương đứng dậy, động tác của hắn nhìn như rất chậm, nhưng tốc độ của hắn thì lại đi trước mũi tên và kiếm kia. Chỉ thấy hắn một tay túng lấy thành của cổ quan quách bằng cẩm thạch trắng phía sau lưng, dây tiếp theo, cổ quan quách bằng cẩm thạch trắng này bèn giống như một cây gậy bị hắn vung lên. Dương Thanh Sơn đều chỉ có thể dựng cổ quan quách bằng cẩm thạch trắng này dậy kéo lê đi, nhưng đối với xác âm luyến dương mà nói, lại nhẹ như cây gậy, vung đập tự nhiên. Tiếng ken ken không ngừng, hắn vung một phát thế này, chẳng khác gì càng quét kẻ địch, mũi tên và kiếm đồng toàn bộ đều bị cổ quan quách bằng cẩm thạch trắng chặn lại, trong lúc va chạm tia lửa bắn tung tóe Kiếm và tên, dễ dàng bị chặn đứng, bật ra ngoài. Liễu hóa đạo, liễu hóa minh, liễu hóa dương, mặt gần như đều lộ vẻ kinh hải, liễu dục chú thì mặt mày tái xanh trong mắt liễu tam nguyên càng đầy sát khí ác liệt ngược lại không giống với vẻ chính khí lẫm liệt mà đạo sĩ chính phái nên có cái văn thiên viên địa phương luật lệnh cửu chương giờ nay phá thổ vạn sự cắt tường quốc vàng nhất cử thủy khắp núi đồi quỷ quái hung ác rời xa tha hương liễu tam nguyên nhảy bật lên một phát xong thân người dừng ở giữa không trung trong nháy mắt ngắn mũi vụt rút từ bên hông ra một cây quốc vàng cây quốc này không phải là thuần màu vàng kim mà ngược lại toát ra một thứ màu đỏ máu, giống như trong vàng có nhuộm máu vậy. Chỉ thấy cây quất đó bắn bay ra ngoài, chém thật mạnh về phía sát âm luyến dương. Mấy người liễu hóa đạo trong trạng thái kinh hải vẫn không hề ngừng nghỉ chút nào, bốn người gần như đồng thời vung tay, bốn giải vải bay ngang trước người. Tràng nguyên hanh lợi trinh, châm pháp lý ưu thâm, tế được việc trong trạch. Âm dương diệu có linh. Mật quyết như thần thông. Chí linh vọng cảm ứng, phụng thỉnh tất thảy tiên sư miêu quan kiều triệu quan phổ viên thiên cương lý thuần phong hà cớ chân hương được cùng thờ cúng nay có đạo sĩ liễu hóa đạo nay có đạo sĩ liễu dục chú nay có đạo sĩ liễu hóa minh nay có đạo sĩ liễu hóa dương cầu diệt sát âm luyến dương thiên có tam kỳ địa có lục nghi tinh linh dị quái cố khí phục thi bùng vàng đất đỏ gạch ngói phần mộ tỏa sáng bách bộ theo kim gặp mặt lập tức tuân luật lệnh. Chú pháp này lại lần nữa đồng loạt quát lên, bốn người bọn họ đồng thời vung hai cánh tay, hương cháy bắn bay ra ngoài, lại còn vững vàng cắm xuyên mặt đất, bên trên nén hương, khói trắng uốn lượn. Bốn người lại lần nữa lật người bật lên, phất trần trong tay đồng thời cuột mạnh lên trên giải vải một phát, vô số cây kim bạc trong màn đêm quét qua hàng vạn tia sáng bạc, đồng thời bay về phía xác âm luyến dương. Tốc độ của kim bạc nhanh như điện xẹt, trong nháy mắt đã vượt qua quốc vàng bắn tập trung về phía trước mặt sát âm luyến dương. Mắt nhìn đã sắp khiến hắn bị vạn kim xuyên tim. Tôi thì càng chẳng có cơ hội và khả năng xen vào. Nếu tôi lên trước giúp đỡ, sợ rằng còn chưa lại gần sát âm luyến dương, đã liền bị những đạo pháp này giết nhầm rồi. Lưu Văn Tam đã nhìn ngay cả người, mồ hôi lạnh trên trán thì càng liên tục túa ra, giọng lão khô khốc khẳng đặc, nói, đầu bò kinh quá. Một thằng đã rất khó chơi rồi, năm thằng đánh một thế này, thập lục, mày bảo chúng nó trước đây bảo là không diệt được sát âm luyến dương, có phải là giả không? Tôi không tiếp lời, trong tâm thì vẫn có một lớp mây mù, trong tình trạng này, nhà họ liễu sẽ không nói dối, nhưng bọn họ liệu có phải trước đây cũng chưa từng liên thủ hay không? Đồng thời, trong lòng tôi lại bị đè lên một tảng đá lớn, là vì sợ đã ở vào tình trạng này mà còn không diệt nổi sát âm luyến dương, vậy còn có người nào có thể làm được? Còn nữa, người ở trong bóng tối ra tay kia, rốt cục là ai? Hắn lẽ nào không có tim sao? Sự nguy hại của sát âm luyến dương này đủ để khiến sinh linh một phương lầm than, hắn lẽ nào hung ác tàn nhẫn vậy sao? Tư duy nhanh chóng chuyển động trong đầu, đồng thời tôi vẫn cứ chầm chầm nhìn vào trong trận chiến. Chỉ thấy sát âm luyến dương đột nhiên hai tay giơ cổ quan quách bằng cẩm thạch trắng lên, thân người thụt xuống một phát, quan quách lại từ trên xuống dưới, trực tiếp đẩy luôn người hắn lại. Tiếng va chạm tinh 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 dày đặc vang lên, kim bạc toàn bộ đều bắn lên trên cổ quan quách bằng cẩm thạch trắng. Hơn nửa lần này, số kim này không một cây rơi xuống đất, toàn bộ đều cắm ngập vào trong quan quách. Có thể tưởng tượng được lực của chúng mạnh đến mức nào. Rồi dây tiếp theo, quốc vàng liền chém thật mạnh lên trên quan quách. Rắc một tiếng giòn giả vang lên, cả cổ quan quách chia năm xẻ bảy, quốc vàng bay ngược trở lại. Thân người liễu tam nguyên rơi mạnh xuống mặt đất, dây phút chạm đất, ông ta lại đón lấy quốc vàng, vụt lên trước tiếp tục vung lên lần nữa. Quốc vàng lại cử, khởi huyệt an tường. Thiên thu bách tuế, phú quý vĩnh xương. Một vạch thiên môn rộng mở. Hai vạch địa hộ khép kín, ba vạch quỷ lộ biết nghiêm, bốn vạch nhân đạo thông suốt. Giây phút này, chính là lúc cổ quan quách bằng cẩm thạch trắng chia năm sẻ bảy, cái sát âm luyến dương kia vụt đứng dậy, hai tay phủi mạnh một phát từ trước ra sau, giống như đang dùng ống tay áo phủi bụi đất vậy cổ quan quách vỡ nát lập tức liền bắn bay ra tứ phía. Bốn tiếng hét thảm gần như đồng thời vang lên. Vô số mảnh vỡ quan quách, đồng thời đập trúng mấy người liễu hóa đạo, bao gồm cả liễu dục chú cũng bị đánh trúng ngực. Bốn người bọn họ giống như diều đứt dây vậy, bắn mạnh ra ngoài. Phương sĩ. Giọng nói trầm thấp, giống như vang lên trong đầu óc. Hai cánh tay của sát âm luyến dương khép về phía trước, quốc vàng vào giây phút sắp chém trúng mặt hắn, bị kẹp chặt lấy cán quất đạo pháp của liễu tam nguyên trước mặt sát âm luyến dương lại bị phá bỏ một cách nhẹ nhàng đến như vậy hơn nữa hai chữ mà sát âm luyến dương nói càng khiến người ta theo bản năng từ đáy lòng cảm thấy hoảng loạn và khiếp sợ phương sĩ luyện dược canh lò mà cũng có tâm phản loạn theo luật đáng trảm đồng tử kép của sát âm luyến dương chăm chú nhìn liễu tam nguyên đổi thành một tay giữ quốc vàng ném ngược lại một phát chỉ thấy quốc vàng lưu lại một giải tàn ảnh trên không trung liễu tam nguyên vụt rút kiếm ba thanh kiếm đồng thao đồng thời quăng ra tiếng keng keng vang vọng tia lửa bắn ra ba kiếm đồng loạt gãy Dây tiếp theo hai chân của xác âm luyến dương bắt đầu cử động sải bước về phía liễu tam nguyên mỗi một bước đều như búa tạ đập xuống đất nhịp bước mạnh mẽ khắp mặt đất đều theo đó mà chấn động cái quốc vàng kia dư lực không giảm liễu tam nguyên lách người tránh né nhưng vẫn bị rạch trúng cánh tay máu tươi tung tóe tôi ngoài kinh hãi còn không khỏi ớn lạnh đạo sĩ nhà họ liễu dưới sự lãnh đạo của liễu tam nguyên thủ đoạn mạnh mẽ chiêu thức của mấy người liễu dục chú cũng dũng mãnh trước nay chưa từng có nhưng bọn họ không những chẳng khiến xác âm luyến dương bị thương mà ngược lại là bốn người trọng thương liễu tam nguyên thương tích cũng không nhẹ tôi chầm chầm nhìn thượng phương trảm mã kiếm trong tay trong lòng vẫn cứ vô cùng rối bời lòng bàn tay còn càng không ngừng run rẩy vừa nãy tôi vẫn còn đang nghĩ nếu như bọn họ có thể hơi khắc chế được xác âm luyến dương một chút tôi liều mạng đi trảm một kiếm hoặc giả dưới sự bảo hộ của mệnh số vẫn còn có cơ hội bây giờ xem ra chúng tôi làm gì có bản lĩnh mà trảm hắn trong nháy mắt sát âm luyến dương đã đến trước mặt liễu tam nguyên bàn tay to như nan quạt của hắn túng về phía đỉnh đầu của liễu tam nguyên liễu tam nguyên thần sắc hung hãn phất trần trong tay đã thấm đẫm máu tươi trên cánh tay ông ta cây phất trần to đùng giống như một cây bút lông chống về phía đỉnh đầu của sát âm luyến dương Tâm trí tôi lại lần nữa chấn động, ông ta định dùng máu của mình để vẽ phù. Máu đạo sĩ có hiệu quả đặc biệt, dương hạ nguyên dùng máu tim của đạo sĩ thông thường ngâm đá ngũ sắc đều có thể tạm thời trấn được dương thanh sơn. Máu của liễu tam nguyên, hiệu quả chắc chắn càng mạnh, ông ta là đạo sĩ xuất đạo cơ mà. Chỉ có điều cái sát âm luyến dương này lại càng mạnh hơn nữa, chẳng biết có thể dùng được hay không. Lòng bàn tay đang nắm chui kiếm của tôi đã rịn đầy mồ hôi gân xanh trên trán đang co giật nhảy nhót, hai mắt thì càng nóng đến bỏng rác, giống như có máu rỉ ra vậy. Tâm tôi trong nháy mắt cũng quyết liều, hạ giọng quát, chú Văn Tam, chú Trần, nhanh trốn vào chỗ an toàn, cháu phải qua giúp đỡ. Nói rồi tôi càng thận trọng lách người, không hề đi thẳng qua chỗ liễu Tam Nguyên từ phía chính diện, mà vòng qua phía sau lưng ông ta. Ban đầu tôi không dự liệu được rằng sát âm luyến dương lại hung dữ đến cấp độ này, còn tưởng rằng trong tình huống liều mạng, Lưu Văn Tam và Trần Mù Hoặc Giả có thể giúp được, nhưng bây giờ rõ ràng không có khả năng này, chỉ có thể bảo bọn lão rời đi tự bảo vệ mình. Lưu Văn Tam và Trần Mù cũng đã sớm nhìn rõ cục diện trận chiến, càng không muốn khiến tôi phân tâm, vậy nên đều nghe theo chỉ đạo của tôi nhanh chóng rút lui về phía khu vực an toàn. Không diệt nổi sát âm luyến dương, đợi liễu tam nguyên thất bại, chúng tôi liền phải chết trước, đợi sát âm luyến dương chạy ra ngoài, còn không biết phải hại chết bao nhiêu người nữa. Chú viết, thiên viên địa phương, luật lệnh cửu chương, ta nay hạ trấn, chúng ương đều lùi, vạn quỷ ẩn nấp, nhà cửa bình an, xuất nhập tọa nguyện, vĩnh viễn an khang, ta phụng thái thượng lão quân, lập tức tuân luật lệnh. Giọng của liễu tam nguyên rõ ràng trở nên khàn khàn, phất trần trong tay ông ta nhanh chóng vẽ phù chú. Cơ thể của sát âm luyến dương, lập tức có sự cứng đờ trong nháy mắt. Tim tôi đập điên cuồng, hóa ra có thể trấn lại được thật. Vô cùng mừng rỡ tốc độ bước chân tôi cũng lập tức tăng thêm cơ hội này chỉ vụt qua trong nháy mắt rồi biến mất quyết không được bỏ qua càng khiến tôi chấn động kinh hãi là chú pháp của liễu tam nguyên hóa ra không phải đến đây là hết một đạo áp trấn thần chú vẽ như đã vẽ xong nhưng động tác của ông ta vẫn chưa từng ngừng nghỉ tiếp tục phát họa đồng thời ông ta quát lớn lấy pháp trấn gốc rễ vĩnh viễn không hậu hoạn thuật sĩ giữ chú dùng đao tam trảm lúc linh khởi chỗ dừng quang vùi tránh ương sát quỷ thấy sầu, quỷ tiễn vũ, huyết phù trấn xuống, hung hồn yên nghỉ. Đạo phù chú phía sau này, tốc độ quá nhanh, tôi căn bản không phân biệt ra được là vẽ cái gì. Tôi chạy băng băng tới bên cạnh liễu tam nguyên, sắc âm luyến dương đã gần ngay trước mắt. Từ đỉnh đầu liên tục cho đến giữa ngực bụng của hắn, là một đạo áp trấn thần chú hoàn chỉnh, tỏa ra ánh huyết quang u ám. Đạo áp trấn thần chú này của liễu tam nguyên, sợ rằng mới là mạnh nhất động tác không dám ngừng nghỉ chút nào tôi vụt vung kiếm chém về phía cổ của xác âm luyến dương mắt nhìn kiếm này sắp chém trúng cần cổ của hắn giây tiếp theo bèn là cái đầu văng ra tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này cơ thể của xác âm luyến dương lại đột nhiên cử động rồi ban đầu chỉ là run rẩy một phát ngay tiếp đó bèn là một tay thành trưởng đột ngột túng về phía cánh tay tôi tôi vốn dĩ đã sắp chém trúng hắn nhưng đòn phản kích này của hắn quá mức đột ngột khiến tôi không kịp trở tay không cách gì chống đỡ nếu như bị hắn túng lấy đừng nói phản kích sợ rằng trong nháy mắt tôi liền thành xác khô mất mạng luôn rồi phản ứng của liễu tam nguyên rõ ràng càng nhanh hơn phất trần trong tay ông ta quật mạnh một phát về phía ngực của xác âm luyến dương đồng thời giật lấy cổ áo tôi nhanh như cắt lùi ra sau giây tiếp theo chúng tôi liền đã lùi ra ngoài ít nhất mười mấy mét rồi xác âm luyến dương đánh hụt hắn lần nữa sải bước lên trước lập tức đuổi theo tôi và liễu tam nguyên trên trán liễu tam nguyên gân xanh nổi gồ lên miệng trầm giọng quát lên chẳng phải nghe một người lập địa dưới có cửu thi vừa mới mạng treo sợi mành tôi còn chưa hết hoảng hồn trong lòng đã lại lần nữa kinh hãi liễu tam nguyên định thử khống chế xác âm luyến dương quả nhiên lúc ông ta hô ra câu nói này giọng điệu này liền trực tiếp trùng khớp với giọng của người thần bí bắt tôi ở trong khu rừng kia ít nhất hiện giờ tôi có thể khẳng định nhà họ liễu không có tay trong nào khác nữa, kẻ gây loạn nhất định là người ngoài. Nhưng sát âm luyến dương lại không ngừng lại, còn liễu tam nguyên thì ngược lại phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc đều rũ rượi mất quá nữa. Ông ta trợn tròn hai mắt, trong mắt đỏ quạt như máu. Sát âm luyến dương bây giờ, đã không phải là thứ mà chú Pháp có thể khống chế nữa rồi. Cũng đúng vào lúc này, tôi đột nhiên phát hiện lại có chút chỗ bất thường. Vốn dĩ trên khu đất trống trải, còn có mấy xác chết cùng với đá loạn, đồng thời còn bao gồm cả khối ngọc tỷ vỡ nát. Nhưng bây giờ khối ngọc tỷ đó lại không thấy đâu nữa. Cùng lúc Liễu Tam Nguyên đưa tôi tiếp tục điên cuồng tháo chạy, tôi còn phát hiện ra một chi tiết, mấy người Liễu Dục chú cũng không thấy đâu nữa. Tốc độ của xác âm luyến dương thực sự là quá nhanh, Liễu Tam Nguyên rõ ràng chạy không thoát được, trong thời gian này, chú pháp của ông ta liên tục bắn ra, mỗi một đạo đều mạnh mẽ khác thường, nhưng đối với xác âm luyến dương chú pháp hung dữ nhất chẳng qua cũng chỉ khiến quan phục màu xanh đen trên người hắn bị xé rách. Tảng đá lớn trong lòng tôi càng ngày càng nặng, gần như khó mà thở nổi. Đây là cảm giác bất lực còn hơn cả lúc đối mặt với tất cả các nguy hiểm trước đây. Nhất lực hàng thập hội, sát âm luyến dương này không những ngoại lực mạnh mẽ, mà chạm vào sông càng sẽ bị rút cạn dương khí, hơi bất cẩn chút, liền sẽ mất mạng trong nháy mắt. Hắn sinh thời khao khát trường sinh, chết xong hơi thở này không trúc, thèm muốn luyến dương, hung hãn vô cùng khủng khiếp đến cực điểm tốc độ của liễu tam nguyên rõ ràng đã bắt đầu chậm đi ông ta vốn đã bị thương cánh tay phải máu liên tục chảy không ngừng bây giờ sắc mặt cũng đã trở nên tái nhợt khác thường la thập lục cậu có cách gì không trong nháy mắt liễu tam nguyên lại đưa tôi chạy đến phía dưới cổng chào lúc này xung quanh cổng chào đã không có người nữa đám tiểu đạo sĩ lúc trước sớm đã rút lui lưu văn tam và trần mù cũng chẳng biết đã đi đâu rồi tôi thở dốc mấy hơi khàn giọng nói tạm thời không có cách gì khu đất trống này chẳng có phong thủy gì để bàn tôi không trấn được nó trong nháy mắt tôi nghĩ đến thuật pháp lời ra quẻ thành đó của viên hóa thiệu y nghiên cứu thấu triệt đối với tiên tiên thập lục phong thủy nếu như tôi cũng có thể làm được như y thì đất trống chưa chắc đã không thể đối phó được với xác âm luyến dương nhưng lúc này có nghĩ nhiều cũng là phí công vô ích âm dương thuật của tôi cũng chỉ đang lần mò về nơi sâu hơn làm sao có thể so được với mấy chục năm nghiên cứu của viên hóa thiệu. Liễu Tam Nguyên không nói thêm nữa, ông ta đột nhiên buông tôi ra, sau khi tôi chạm đất, loạn choạng lùi ra sau mấy bước mới có thể đứng vững. Ông ta đột nhiên một phát lực bỏ áo trên người ra, ở thắt lưng của ông ta, cuốn một vòng kiếm đồng thau lá liễu giống hệt trên người liễu dục chú. Dây tiếp theo, ông ta rút ra một thanh, trực tiếp rạch lên trên ngực mình, lập tức máu tươi trào ra, trong nháy mắt đã thấm đẫm thắt lưng ông ta. Cảnh tượng này với cảnh tượng lần đó lúc liễu dục chú sắp liều mạng với viên hóa thiệu, sao mà giống nhau thế? Chỉ có điều kể cả đến lúc này, tôi vẫn không cảm nhận được cái cảm giác chính khí lẫm liệt từ trên người liễu tam nguyên. Sợ rằng chính là bởi vì tôi hiểu con người của liễu tam nguyên, ông ta tuyệt đối không chính phái như vẻ bề ngoài, vậy nên bất luận ông ta làm gì, tôi đều cảm giác trong tâm ông ta có toan tính. Khổng thánh ban ta tâm lung linh, ta tất trả thể với thiên đình, lấy huyết ma kiếm diệt tà quái, lấy tâm phá ma chết không ngại. Liễu Tam Nguyên lại quát lớn một tiếng, vụt rút lấy dây vải ở thắt lưng, giật mạnh nó xuống một phát. Tôi không cảm nhận được chính khí lẫm liệt, nhưng tôi cảm nhận được một sự điên cuồng, điên cuồng như đang cùng chết với địch. Cái văn, thiên viên địa phương, luật lệnh cửu chương. Ta nay trảm bỏ, trừ đi bách ương. Cửu kiếm trừ thiên ương, cửu kiếm trừ địa ương, cửu kiếm trừ quỷ ương trảm trừ tru ma quỷ quỷ quái tự tiêu vong trảm trừ chu ác sự thế tục tự an khang ta phụng ngọc hoàng luật lệnh xá tay trái của ông ta giật lấy dây vải dùng tay đẩy một phát thật mạnh ra trước lập tức tất cả kiếm đồng thau lá liễu trên dây vải đó đồng thời bắn bay ra ngoài tim tôi đột nhiên có một cảm giác sợ hãi và hụt hẫng mãnh liệt thứ trực giác này bảo với tôi chiêu này sợ rằng cũng là vô ích liễu tam nguyên đã nửa quỳ dưới đất Đúng vào lúc này, một giọng nói trống rỗng đột nhiên vang lên bên tai. Liễu Tam Nguyên, mượn ông một ít máu tim, được không? Giọng nói này, chẳng phải chính là của Dương Thanh Sơn sao? Sắc mặt Liễu Tam Nguyên tái xanh, đối với sự xuất hiện của Dương Thanh Sơn coi như không thấy, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Tôi vô thức nắm chặt thanh kiếm trong tay, chầm chầm nhìn về hướng của sát âm luyến dương, trong đầu nhanh chóng phân tích tình hình trước mắt. Nếu như Liễu Tam Nguyên cho mượn máu tim, Dương Thanh Sơn có thể trấn được sát âm luyến dương sao? Nhưng ông ta sẽ cho ư. Những thanh kiếm đồng thau lá liễu kia, kéo theo từng vệt tàn ảnh màu xanh đỏ giữa không trung, rõ ràng là màu đồng thau và màu máu đang xen lại với nhau, dưới sự cộng hưởng của tốc độ bắn, trông giống như huyết sát hóa thanh thi vậy. Trong nháy mắt, kiếm đã đến trước mặt sát âm luyến dương, chỉ thấy hắn vụt dơ cánh tay phải ra, xoay một phát về phía trước. Cánh tay cường trắng trắng rỏi, giống như một bánh xe khổng lồ đang chuyển động, sau khi xoay một vòng trước mặt hắn, giống hệt như một tấm khiên trắng. Giây tiếp theo, chỉ nghe ầm một tiếng nặng nề vang lên, xác âm luyến dương lại bị đánh bay ra xa 3 mét. Hắn rơi mạnh xuống đất, nhưng không hề ngã xuống. Trên cánh tay phải của hắn cắm đầy kiếm đồng thau lá liễu, thương tích kinh người. Nhưng đối với hắn mà nói, ngoài những vết thương ngoài da này ra, không hề tạo thành thương tổn lớn hơn sắc mặt liễu tam nguyên dần trở nên trắng bệch không chút máu nhưng sát khí sự điên cuồng trong mắt ông ta thì vẫn không giảm bớt chút nào tôi cảm thấy cổ họng khô khốc vô cùng môi nứt nẻ đau rát muốn nói nhưng kiểu gì cũng không nói ra được thậm chí là muốn học lưu văn tam chửi một chữ địch nhưng há miệng ra lại không phát ra nổi một âm tiết cũng đúng vào lúc này liễu tam nguyên lại lần nữa vung tay lên tôi vốn tưởng rằng ông ta còn chiêu dự phòng nhưng không ngờ giây phút chưởng tay của ông ta hạ xuống lại thành vỗ thật mạnh lên trên ngực của mình một làn máu đỏ tươi đặc quán từ trong miệng ông ta phun ra dương thanh sơn nếu như ngươi có thể trấn hắn lại nhà họ liễu bỏ qua tội phản bội cho ngươi giọng của liễu tam nguyên không còn mạnh mẽ sau khi thổ ra chỗ máu đó xong bèn rũ rượi đến cực điểm cả người trực tiếp mềm hoặc đổ về phía trước không còn động tĩnh. liễu tam nguyên hung ác ông ta đối xử với bản thân cũng tàn nhẫn một chữ này mà rơi lên trên người bình thường, nhất định chết ngay tại chỗ, vậy mà ông ta lại dùng để đánh vào tim của mình. Một hình bóng màu xanh đen từ trên không trung rơi xuống, trong nháy mắt, bèn hạ xuống phía trước người liễu tam nguyên nhiều mét, trong tay hắn hóa ra cũng đang bê một cái khay mực cực lớn. Cái khay mực này nhìn sao mà quen mắt, chẳng phải chính là cái khay mực mà lúc trước liễu tam nguyên dùng ngủ đế phong tán phù đó sao? Làng máu tim kia, phục một phát tưới vào chính giữa khay mực tôi mới nhìn rõ, trong bản thân khay mực vốn đã có máu rồi. Trong máu huyết đặc quán còn lẫn lộn với hạt nhỏ và bụi vụn, dưới ánh trăng chiếu rọi, trong ánh máu còn nhấp nháy màu ngọc trắng trong. Tôi kinh ngạc nghĩ đến việc, khối ngọc tỷ vỡ nát kia, đã bị Dương Thanh Sơn lấy đi rồi, hắn không chỉ lấy ngọc tỷ đi, thậm chí trong trận chiến còn đem bốn người liễu dục chú, liễu hóa đạo, liễu hóa minh và liễu hóa dương đi. Trong khay mực vốn dĩ đã có máu, thứ máu này, chắc là máu tim của bốn người bọn họ những hạt nhỏ bụi vụn kia bảy tám phần là bột giả của ngọc tỷ tôi không biết là bởi vì nguyên nhân của ngọc tỷ hay là bởi sự tín nhiệm của tôi đối với dương thanh sơn mà trong tích tắc tâm trí tôi đã ổn định lại đúng thật là trời không tuyệt đường người sát âm luyến dương là thứ trời không dung là thứ người đời không dung năm đó hắn đã không cầu được trường sinh hiện giờ hóa thành sát âm luyến dương cũng vẫn không thể nào thoát khỏi tộc khương Hành hung gây ác, khiến thế gian sinh linh lầm than. Tôi định thần tập trung tư tưởng, cực lực bình ổn lại tâm trạng, dùng hết tinh thần chú ý đến động tác của Dương Thanh Sơn. Lòng bàn tay không còn mồ hôi lạnh rịn ra nữa, tôi đem sức lực toàn thân đều dốc hết lên cánh tay, nắm thật chặt lấy chuôi kiếm của thượng phương trảm mã kiếm. Thân hình Dương Thanh Sơn vụt một phát đến bên cạnh Liễu Tam Nguyên, vung tay giật một phát, cây phất trần kia của Liễu Tam Nguyên, bèn rơi vào trong tay Dương Thanh Sơn hắn căn bản không thèm nhìn liễu tam nguyên lấy một cái dây phút phất trần vào trong tay bèn coi nó như bút chống vào trong khay mực khoáy mạnh một phát dây tiếp theo hắn liền lao nhanh về phía xác âm luyến dương Sát âm luyến dương vốn đang sải bước đuổi theo chúng tôi, hai người trong nháy mắt liền sắp va chạm với nhau. Tôi tưởng Dương Thanh Sơn sẽ giống như liễu tam nguyên trực tiếp vung phất trần vẽ phù. Động tác của sắc âm luyến dương càng bá đạo hơn, trực tiếp giơ tay lên trước túng, nếu như Dương Thanh Sơn vẽ phù, sợ rằng liền lập tức bị túng luôn lấy vất trần, nhưng không ngờ rằng Dương Thanh Sơn lại đột nhiên ngã ra phía sau, làm một động tác ngã ngửa, trực tiếp lùn qua dưới háng của sát âm luyến dương. Sát âm luyến dương túng hụt, còn cây vất trần đó thì vạch một phát, lưu lại một vết máu trên người sát âm luyến dương. Ngươi là thần tử, nhưng quên lễ quân thần, theo luật đáng trảm. Âm thanh giống như tiếng sấm đổ ầm bên tai. Dương Thanh Sơn không chút ngừng nghỉ, luồn qua dưới hán sát âm luyến dương song thuận thế bèn bật người dậy thân người xoay một phát trên không phất trần lại quệt một vết máu vạch lên trên lưng của sát âm luyến dương giây phút phất trần vạch qua hắn đã lại rút lui ra ngoài nhiều mét phất trần quét qua mặt đất cũng hình thành một vết máu sát âm luyến dương làm động tác định lao lên trước dương thanh sơn không hề ngừng nghỉ lại lao quay lại nhìn một phát vẽ như hắn lại định mô phỏng cách làm ban nãy từ dưới thân xác âm luyến dương luồn qua hai cánh tay của sát âm luyến dương đập một phát thật mạnh xuống dưới. Nhưng Dương Thanh Sơn lại không lùn qua phía dưới hắn, mà ngược lại lách một phát sang bên phải, để lại một vết máu trên chân của sát âm luyến dương, đồng thời lại vọt ra ngoài 4-5 mét. Phất Trần lại kéo ra một vệt máu trên mặt đất. Lúc này tôi đã phát giác ra, nét bút đầu tiên, tôi tưởng rằng khả năng là lúc Dương Thanh Sơn lùn qua hắn sát âm luyến dương, hắn định tiếp lực từ mặt đất, nhưng nét bút thứ hai này bèn có thể nhìn thấy rõ ràng, hắn thế này là đang cố ý, hắn, cũng đang vẽ phù. Hắn không dùng chú pháp, vậy đây là đạo phù gì? Rõ ràng, sát âm luyến dương không hề phát giác. Hắn chỉ ngày càng điên cuồng giận dữ, trong sự cuồng bạo đó toát lên một thứ cảm giác, hắn lại cần dương khí rồi. Động tác của Dương Thanh Sơn càng ngày càng nhanh. Trong thời gian này, mỗi lần sát âm luyến dương định rời khỏi vị trí đang đứng, hắn liền lập tức lao quay lại, mỗi một lần tuy không gây ra thương tổn cho xác âm luyến dương, nhưng đều lưu lại một vết máu. Trên mặt đất có phù văn dần dần thành hình. Đúng vào lúc này, tầm nhìn của xác âm luyến dương, vụt hướng lên trên người tôi. Sự thèm muốn, khát vọng trong mắt hắn, lập tức khiến toàn thân tôi run rẩy như rơi vào động băng. Hắn lập tức không thèm đếm xỉa đến Dương Thanh Sơn, vụt nhất chân, sải bước về phía tôi. Có điều một bước của hắn còn chưa hạ xuống, tiếng quát lạnh lẽo của Dương Thanh Sơn, bèn không ngừng vang vọng trong khu đất trống. Thiên có tam kỳ, địa có lục nghi, ngũ lộ u thần, giữ phù trấn hồn. Quốc từ cổ đã mất, triều từ quân đã vong, quân vương mất nước phong ấn trong quan quách, luyến dương không diệt, quốc khó xây dựng. Lấy ấn tỷ làm bằng, định xác trong quan. Dương Thanh Sơn tuy là xác sống thanh thi, ngậm một hơi thở không trúc, sớm đã không còn là đạo sĩ như liễu tam nguyên, nhưng chính khí lẫm liệt của hắn sao là thứ mà liễu tam nguyên có thể bị được cùng lúc giọng nói của hắn vang lên năm cây cờ phướng ở bên rìa khu đất trống bay lên phần phật bốn chiếc gương đồng kia thì càng giống như hội tụ tất cả tinh hoa ánh trăng phản chiếu ra ánh huỳnh quang màu xanh mặt trăng trên bầu trời đêm giống như một con ngươi trợn to đang chầm chầm nhìn xác âm luyến dương dưới mặt đất huyết phù mà dương thanh sơn phát họa bên trong có ánh máu màu ngọc không ngừng nhấp nháy cơ thể của xác âm luyến dương cứng đờ lại, trong nháy mắt liền bất động không nhúc nhích, đứng yên tại chỗ. Tôi sớm đã dùng lực chuẩn bị, trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, vụt co giò lao lên trước, trong nháy mắt liền lao đến trước mặt hắn. Đúng vào lúc này, giọng nói lạnh lùng khắc nghiệt của Dương Thanh Sơn vang lên bên tai. La thập lục. Còn không trảm sát, thì đợi lúc nào? Tay vung. Thượng phương trảm mã kiếm vung lên phía trên đỉnh đầu tôi, dưới ánh trăng chiếu rọi, lớp mặt ngọc trên lưỡi kiếm ấy, giống như đá nam châm hút lấy ánh trăng óng ánh. Giọng nói của Dương Thanh Sơn bên tai, đột nhiên biến mất rồi. Không chỉ là giọng nói của Dương Thanh Sơn, thậm chí tất cả âm thanh đều biến mất không còn nữa. Cờ phướng bay phần phật cũng quay lại đứng yên. Tiếng dàn lửa cháy lách tách cũng đột ngột im bạch. Tiên phong thượng phương kiếm, theo luật diệt gian tan. Thẳng thốt, bên tai dường như lại có một âm thanh mờ ảo vang dội. Âm thanh này, Lời nói này cho tôi một thứ cảm giác cực kỳ quen thuộc Giống như tôi đã từng nghe qua vậy Nhưng rất nhiều lúc Rất nhiều người đều sẽ có thứ cảm giác này Đi trên đường Tới một nơi nào đó Cảm giác như từng quen biết Thậm chí cũng có ảo giác Bản thân từng trải qua một số chuyện nào đó Lúc này tôi bèn có thứ cảm giác ấy Theo ý nghĩ trong lòng Tôi càng vô thức gầm lên thành tiếng Tiên phong thượng phương kiếm Theo luật diệt gian tan Kiếm hạ một cái đầu to đùng, bắn vọt lên trên. Đầu đứt lại không có máu, trầm, một tiếng, thủ cấp của sát âm luyến dương rơi xuống đất, vững vàng dựng đứng trên mặt đất. Một đôi đồng tử kép rời rạc tan rã, sự hung ác, thèm dương khí, tàn bạo từng có trong đôi đồng tử kép này, trải qua trăm ngàn năm âm dương giao thoa, cuối cùng cũng vĩnh viễn tiêu biến trong các bụi của lịch sử. Hai tay tôi không kiềm chế được mà run rẩy, giống như cú trảm này, đã dùng hết sạch sức lực toàn thân, loạn choạng lùi sau nhiều bước, cuối cùng mất đi sự thăng bằng của cơ thể, ngồi bệt xuống dưới đất. Sát âm luyến dương tuy đã mất đầu, nhưng cơ thể của hắn vẫn đứng sừng sững trên mặt đất, không hề nhúc nhích, không nghiêng ngã chút nào. Trên bộ quan phục màu xanh đen, hạt nhỏ và bụi vụn của khối ngọc tỷ vỡ nát, hỗn hợp với ánh máu, dưới ánh trăng toát ra một cảm giác lạnh lẽo thê lương và cô độc không thể diễn tả bằng lời. Dương Thanh Sơn đứng thẳng đón gió, đạo bào màu xanh bay phần phật trong gió, khay mực trong tay đã vỡ, chi năm sẽ bảy rơi trên mặt đất, phất trần đã gãy, sợi phất trần nhúng máu đứt thành nhiều đoạn, đang bay lượn tứ tán trong không trung. Trên khu đất trống trước cổng chào là năm cây cờ phướng đứt gãy, năm chiếc gương đồng vỡ nát, dàn lửa đã cháy đến tận cùng, gió lạnh lướt qua, cho bay khói tắt. Tôi há miệng thở dốc từng đợt, âm thanh ảo giác bên tai đã biến mất, tôi có thể cảm nhận rõ nét huyệt thái dương của mình đang nhảy nhót. Không sao rồi, tôi hạ giọng lẩm bẩm, trong họng trào lên một cảm giác khô chát và bỏng rác. Không sao rồi. Một lát sau, tôi lại khản giọng nói một câu, giọng điệu thì vô cùng nghiêm trọng, đây là tôi đang bảo với bản thân mình, tôi nỗ lực muốn để bản thân xua tan lớp mây mù trong tâm kia đi. Sự uy hiếp của sắc âm luyến dương, giống như hình thành một dấu ấn khó phai trong tâm tôi, cho dù hắn giờ đã thành xác mất đầu, vẫn khó mà tiêu tan được. Từng là cửu ngũ chí tôn, chết xong thành sắc âm luyến dương, hiện giờ là quân vương mất đầu, đã hồn phi phách tán, không sao rồi. Dương Thanh Sơn vứt bỏ cây phất trần, đi đến trước mặt thủ cấp của sát âm luyến dương, chầm chầm nhìn cái đầu đó một cái, rồi lại ngoảnh đầu nhìn sang tôi, đột nhiên mở miệng hỏi, còn trụ được không? Tôi ngẩn ra một phát, trong lòng lại có chút ngơ ngác. Trụ thì vẫn trụ được, còn cần làm gì nữa? Tôi hỏi. Để tránh đêm dài lắm mộng, cậu cần đem hắn chôn vùi, để tránh lại rơi vào tay kẻ gian, tuy hắn đã hồn phi phách tán nhưng xác chết của xác âm luyến dương bản thân cũng đã cực kỳ khủng khiếp thân người tôi lại cứng đờ một phát có điều những lời dương thanh sơn nói cực đúng ánh mắt lướt qua liễu tam nguyên một cái ông ta giờ này vẫn đang hôn mê bất tỉnh liễu dục chú với cả những người khác đâu chúng ta không thể cứ thế này mà đi lúc này nhà họ liễu đang quá suy yếu bọn họ chỉ bị tổn thương khí huyết nhiều nhất là gãy xương sườn không nặng như liễu tam nguyên cần máu tim của bọn họ, bọn họ cũng không điên như liễu tam nguyên thế này, trực tiếp đánh một chưởng vào tim, đổi thành người khác đã mất mạng rồi. Ánh mắt của dương thanh sơn cũng hướng lên người liễu tam nguyên, đầu mày hắn hơi nhíu lại. còn chưa dứt lời, dương thanh sơn đã tiếp tục nói, nhà họ liễu không hề yếu như cậu tưởng. mí mắt tôi hơi giật, nhưng nghĩ đến dị biến ban nảy của sắc âm luyến dương, đám mây đen kia vẫn không tiêu tan triệt để, nội tâm đã có một suy đoán lúc trước tình thế cấp bách, tôi không kịp nghĩ nhiều, lại cũng không muốn nghĩ theo phương hướng đó. Nhưng bây giờ xem ra, ngoài Trương Nhĩ ở sau lưng dở thủ đoạn, thì còn có ai nữa? Đợi tôi một chút, tôi phải đưa theo một người, chúng ta lại qua Trung Long phân tích Sơn trong quần thể núi Nam Sơn. Lúc này giọng của tôi đã khẳng đặt đến mức gần như là cả âm điệu. Cùng lúc nói hết, tôi liền trực tiếp quay người, đi vào phía bên trong cổng chào. Đi qua tấm biển cực lớn có hai chữ tộc Khương, Tốc độ bước chân tôi nhanh hơn rất nhiều. Lúc này, phía sau truyền lại tiếng bước chân hỗn loạn, chắc là đám tiểu đạo sĩ ẩn nấp kia đều đã ra ngoài rồi. Bên cạnh tôi rất nhanh cũng theo lên hai người, một người chính là Lưu Văn Tam, người còn lại thì là Trần Mù. Lưu Văn Tam giơ tay ra dìu lấy tôi, thân người vốn đang loạn choạng của tôi lúc này mới vững lại, nhưng tôi không ngừng bước chân, tiếp tục tiến lên trước. Lưu Văn Tam không mở miệng nhiều, Trần Mù thì vẫn chẳng nói gì tôi lờ mờ còn nhớ cố nhược lâm ở trong khu nhà nào. Trên thực tế nội tâm tôi vẫn còn chút tâm lý cầu may, tôi hy vọng cố nhược lâm vẫn còn đó, như thế này, kẻ trong bóng tối ngầm ra tay, bèn có khả năng không phải là Trương Nhĩ. Bởi vì một khi là Trương Nhĩ ra tay, lão nhất định chính là thợ săn phía sau lưng chim sẻ, chắc chắn sẽ nhân cơ hội này đưa cố nhược lâm đi, thậm chí là một mũi tên trúng hai con chim, tiện thể diệt bỏ tôi và nhà họ liễu, càng có khả năng, lão còn đang nhòm ngó sát âm luyến dương nếu như cố nhược lâm còn ở đó vậy kẻ động thủ bèn có kẻ khác đi đến cổng khi nhà tôi giơ tay lên định đẩy cửa nhưng tay lại cứng đờ lại hơi thở càng gấp gáp hơn nhưng tâm trí càng dồn nén tôi dùng sức nhắm mắt lại đẩy mạnh cửa ra kết quả tôi lại đẩy không một phát tôi mở mắt ra vốn tưởng rằng là trần mù và lưu văn tam mở cửa nhưng không ngờ rằng Người mở cửa hóa ra là Liễu Hóa Đạo. Lão vô cùng thảm hại, trên mặt vẫn còn mấy vết thương, đạo bào chỗ ngực thì càng rách nát, lộ ra lớp da thịt thương tích chằng chịt. Ngoài lão ra, trong sân còn có người. Liễu Dục chú đứng ở cửa phòng của Cố Nhược Lâm. Cửa phòng mở toang, bên trong trống trơn. Trên mặt đất còn có hai xác chết. Đây là hai thi thể của đạo sĩ, bọn họ hai má hốc sâu, da bọc lấy xương, hai mắt trợn to, vẻ vặn vẹo trên mặt đại biểu cho trước khi chết bọn họ vô cùng đau đớn. Hơn nữa trên bàn tay của bọn họ, đều có một vết thương sâu đến mức gần như cứa đứt lìa lòng bàn tay. Hai xác chết này đều đang quỳ, khoảng cách một thước trước mặt bọn họ, có thể nhìn thấy vết tích của hai đống máu bùn. Tôi nắm thật chặt nắm đấm, trong lòng triệt để trầm hẳn xuống, hẩn hụt, hơi thở trong nháy mắt đã nghẹn lại. Không cần vào trong phòng, tôi đã biết, cố nhược lâm chắc chắn không còn đó nữa rồi. Liễu dục chú ở cửa phòng ngẩng đầu lên, vẻ suy yếu trên mặt gã khó mà che đậy được, nhưng trong mắt lại cũng có sát khí một cách hiếm thấy. Bọn tôi trước tiên qua xem Dương Hưng, hắn không thấy đâu nữa, cả à đàn bà cố nhược lâm này, cũng không thấy đâu nữa, bọn họ chết vì thủ đoạn gì, cậu nhìn ra được chứ? Rõ ràng, liễu dục chú thế này là đang hỏi ngược. Tôi lại lần nữa nhắm mắt, thân người loạn chọn một phát, suýt nữa thì ngã ra. Tôi khó nhọc thốt ra hai chữ, trộm thọ trần mù dìu lấy tôi con ngươi màu xám trắng cũng quét qua xác chết đạo sĩ trên mặt đất lão đột nhiên nói thập lục mày không xuống tay được thì chú trần sẽ giúp mày tôi không nói thêm gì khác nữa bây giờ có nói thêm bất cứ điều gì cũng đều đã là nói nhiều vô ích tôi rất sợ trương nhĩ lầm đường lạc lối cho dù là lão lấy đi những thứ đó tôi vẫn muốn chừa lại cho lão một đường trần mù lưu văn tam cũng đều như vậy người sẽ đi sai đường có thể đi sai nhất thời chỉ cần có người dẹp loạn phản chính, kéo người đó quay lại, liền sẽ có thêm một cơ hội cứu vãn. Nhưng có con đường thuộc loại sau khi bước lên xong, bèn không thể quay đầu. Trương Nhĩ vốn đã là người tuổi hoa giáp, tuấn mã về già, nếu lão đã không thể nhịn nổi sự cám dỗ của Dương Thọ, hại chết hai mạng người, ăn hai bát đất Thọ, vậy lão làm sao có thể tiếp tục nhịn không giết người được? Rất nhiều việc đều là một lần bắt đầu, vô số lần tiếp tục. Thiện ác chỉ trong một ý nghĩ, cũng phải xem độ cám dỗ lớn đến đâu. Dương Thọ, bèn là sự cám dỗ không thể chống đỡ. Nhà họ Liễu sẽ truy sát lão, thượng cửu trùng thiên hạ hoàng tuyền, lão bắt buộc phải chết. Trong lời nói của Liễu Dục chú, càng là sát khí bừng bừng. Những lời này của Liễu Dục chú vẫn còn đỡ, chứ tôi có cảm giác sau khi Liễu Tam Nguyên tỉnh lại, mới sẽ thực sự khiến tộc Khương và nhà họ Liễu đều trở nên chấn động. Bởi vì Liễu Tam Nguyên có hai con đường một con đường là cốt nhục của dương hưng con đường còn lại là mạch của thẩm kế bị trương nhĩ đem dương hưng đi mất vậy bèn chỉ còn lại một con đường của thẩm kế hoặc lại chính là kẻ ngoại tộc tôi đây liễu tam nguyên nhất định sẽ rất khó chịu với tính cách của ông ta bị phá hoại mất kế hoạch mà còn là rất then chốt thậm chí là kế hoạch duy nhất thứ biểu hiện ra ngoài nhất định sẽ rất đáng sợ tôi cần cùng dương thanh sơn cùng vào núi đem xác âm luyến dương tán vào trong trung long phân tích sơn Hoàn thành di chúc của Khâu Sử đạo xong, ít nhất việc này mới có thể kết thúc triệt để. Tôi không tiếp lời câu nói đó của Liễu Dục chú, trực tiếp mở miệng nói luôn. "Cần phái người cho cậu không?" Liễu Dục chú hỏi. "Không cần." Tôi lắc lắc đầu. Vốn dĩ Lưu Văn Tam đòi đi cùng với tôi, nhưng tôi lắc đầu nói không cần thiết, bảo bọn lão ở lại Tộc Khương đợi tôi quay về. Quay người ra khỏi cổng, rất nhanh đã quay lại chỗ cổng chào lối vào Tộc Khương. Dương Thanh Sơn đang ở đó đợi tôi, lúc này trên lưng hắn có thêm một món đồ, đó là một cổ quan tài mỏng, đồng thời trong tay hắn có sách một cái hộp gỗ. Trong quan tài đặt xác chết, trong hộp để thủ cấp, hắn đã đem chúng tách rời thu liệm. Mảnh vỡ quan quách, xác chết bừa bộn trong khu đất trống đã được người ta dọn dẹp sạch sẽ, liễu tam nguyên cũng đã được khiên đi rồi. Thanh Sơn tiền bối, ông chắc biết đã phát sinh chuyện gì rồi. Đến bên cạnh Dương Thanh Sơn, tôi vẫn không đè nén nổi sự bức bối trong lòng, mở miệng hỏi dương thanh sơn bình thản trả lời từ nhìn thấy lão vào thôn rồi, có điều lúc đó các cậu đã bắt đầu đánh đấu, ta hoặc là giúp các cậu, hoặc là đi ngăn lão, ngăn lão lại không vấn đề, nhưng lão chưa chắc đã không có chiêu dự phòng, một khi ta bị cầm chân, các cậu đều sẽ chết. tôi thở hắt ra một hơi, khẽ thang nói trương nhĩ quá biết mưu tính, chỉ có điều một khi bước lên con đường đó nếu như đi ngược lại với người đời, khiến người đời phỉ nhổ thì đều sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Tính toán hết nước thì đã sao, Khâu Sử Đạo, Dương Hạ Nguyên, Viên Hóa Thiệu, lại có ai là nhân vật đơn giản? Dương Thanh Sơn lại lắc lắc đầu, ánh mắt hắn sâu thẳm chăm chú nhìn tôi một phát, nói, có một sự khác biệt, bọn họ đều chưa từng là nhân vật tiểu tốt, toan tính của kẻ ngồi tiếp trên cao, với toan tính của kẻ lăn lộn từ dưới tầng lớp đáy cùng thì không giống nhau, cậu phải cẩn thận. Tôi gượng cười một cái, tôi đương nhiên biết điều này, đồng thời tôi cũng gật gật đầu. Dương Thanh Sơn không tiếp tục nói thêm gì khác nữa, hắn một tay xách cái hộp có đựng thủ cấp, một tay túng lấy bả vai tôi, bước chân như bay tiến về phía trước. Thời gian trôi qua, nhán cái đã là tròn trịa hai ngày. Tốc độ của Dương Thanh Sơn đã rất nhanh rồi, trên cơ bản đều trên đường đi, hắn không cần phải nghỉ ngơi, mà ngược lại là tôi phải dừng lại để tìm tí đồ ăn thức uống, nghỉ ngơi, cũng cần ngủ một chút, vậy nên mới dùng mất thời gian dài như vậy. Tán sát âm luyến dương không xuất hiện sơ sót gì, phong thủy của Trung Long phân tích sơn đẹp khác thường, đứng trên đỉnh núi, gần như có thể nhìn xuống toàn bộ quần thể núi Nam Sơn, thậm chí còn có thể bao quát cả vùng đất tam tầng. Sát âm luyến dương liền bị tôi và Dương Thanh Sơn chôn trên đỉnh ngọn núi, còn về thanh thượng phương trảm mã kiếm đó, tôi cũng đem nó vùi vào trong đất mộ. Kiếm thiên tử trảm thiên tử, đồng thời cũng là một lời răng dạy hắn có thể nhìn xuống toàn bộ trung nguyên có thanh kiếm đó bên cạnh cũng càng là một sự tôn trọng đối với thân phận tôi không hề động tí chút nào đến huyệt vị phong thủy thậm chí là chỗ đỉnh núi đó tôi đều tránh khỏi huyệt vị phong thủy chính bởi vì ở đây quá đổi quan trọng tôi sợ phá hoại hoặc giả sẽ ảnh hưởng đến nơi đây chỉ sợ bởi vì sơ suất vô tâm của mình mà khiến quẻ bói của trương cửu quái ứng nghiệm buổi tối của ngày thứ hai một mình tôi quay về tộc khương Đương nhiên tôi biết Dương Thanh Sơn vẫn đang ở gần bám theo tôi. Kỳ thực lúc chia tay, tôi có hỏi hắn, lúc liễu Tam Nguyên thổ máu tim chẳng phải có nói, những chuyện mà Dương Hạ Nguyên làm với tộc Khương đều có thể không liên quan đến hắn, tương đương với việc tất cả mọi chuyện đều sang trang mới rồi, trong lòng ngực hắn có chính khí cương trực, tại sao không thử lưu lại tộc Khương? Câu trả lời của Dương Thanh Sơn rất lạnh nhạt, hắn bảo với tôi, hắn giết cha hắn, là sợ y gây loạn nhân thế, đây là một đạo chấp niệm hắn không buông bỏ được, sắc âm Luyến Dương và chuyện này là cùng một việc. Hắn bây giờ đối với bất cứ việc gì đều không còn quyến luyến, sẽ chỉ đợi ngày mà âm dương thuật của tôi thành đạt, hắn đưa tôi tới nơi đó. Câu trả lời của hắn khiến tôi có một thứ cảm giác khó mà nói ra được, cũng chẳng biết phải nói như thế nào. Tôi lại mở miệng nhắc đến Dương Hưng, Dương Thanh Sơn chỉ đơn giản nói một câu, đó là số mệnh của hắn, mệnh là như vậy, sớm đã định sẵn sải bước vào trong cổng chào của tộc khương lúc tôi vừa đi vào trong lập tức liền có đạo sĩ đi đến trước mặt tôi ngoài hai tiểu đạo sĩ hóa ra còn có cả liễu hóa đạo bọn họ dẫn đường đưa tôi đi về phía khu vực đạo trường của nhà họ liễu tôi không hề có ý kiến gì khác đại khái suy đoán đến nơi xong liễu tam nguyên chắc chắn sẽ gặp tôi lúc đi qua những căn nhà tranh ở phía bên ngoài đạo trường kia rõ ràng cũng lạnh lẽo hơn rất nhiều có căn nhà tranh đã chẳng tiếp tục còn có người nữa, bọn họ vĩnh viễn lưu lại ở trong vị phát quỷ, cũng chẳng biết nhà họ liễu cần bao nhiêu năm mới sẽ hồi phục lại được quy mô như lúc trước. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã vào trong đạo trường. Lúc này ánh trăng thê thiết, lạnh lẽo rắc xuống dưới, đỉnh lớn bằng đồng trong sân đang tỏa ra khói xanh rải rác. Trong đại điện ở gian chính, hai bên đang đứng hai hàng đạo sĩ. Có điều tôi nhìn một lượt không thấy liễu tam nguyên ngược lại có một lão già cúi đầu đứng ở cửa đại điện, liễu dục chú đứng ở sau lưng ông ta. Tóc ông ta gần như đã bạc trắng hết cả, làn da nhăn nheo, thân hình gầy gò còng lưng. Có điều từ trên người ông ta, tôi lại cảm nhận được một cảm giác quen thuộc. Thần sắc liễu hóa đạo rõ ràng hơi có chút ủ rũ, liễu dục chú thì vẻ mặt nghiêm chỉnh. Tôi nhìn lão già đó, ông ta cũng ngẩng đầu nhìn tôi. Giây phút hai mắt đối diện nhau, còn sót lại trong lòng tôi chỉ có không thể tin nổi. Tuy rằng lão già này đã như cây khô gốc mục, đầu tóc bạc phơ, mắt mờ chân chậm. Nhưng nhìn đối diện với ông ta, cái cảm giác quen thuộc đó lại điên cuồng sinh ra. Ông ta chẳng phải liễu tam nguyên, thì là ai? Chỉ là thời gian vỏn vẹn hai ngày thế này, mà liễu tam nguyên đã lại biến thành bộ dạng già nua đến vậy sao? Gần như là đã đến bên rìa của dầu hết đèn tắt, gần đất xa trời. Thân người tôi cứng đờ từng đợt, ánh mắt nhìn đối diện với liễu tam nguyên hồi lâu. Ánh mắt của ông ta so với lúc trước đã thay đổi không ít, bề ngoài không còn cho người ta áp lực lớn như trước nữa, giống như đã thành một lão già bình bình thường thường. Bản thân liễu tam nguyên tuổi tác chắc chắn đã không nhỏ rồi, ông ta thực lực siêu phàm, chắc chắn còn có phương pháp kéo dài tuổi thọ đặc thù, nên trước đây nhìn trông mới trẻ hơn nhiều so với tuổi thực. Sau khoảng thời gian khó tin ngắn ngủi, tôi cũng đã nghĩ rõ ra rất nhiều trận đấu với sát âm luyến dương này liễu tam nguyên thi triển lượng lớn chú pháp càng quan trọng hơn là ông ta không chỉ một lần dùng máu vẽ phù nguồn máu cuối cùng phun ra đó ông ta còn trực tiếp đánh vào tim thứ máu tim đó nhất định là kèm theo cả dương thọ của ông ta sợ rằng dương thanh sơn có thể trực tiếp trấn sát âm luyến dương lại cũng có quan hệ rất lớn với thứ máu tim đó của ông ta liễu tam nguyên dĩ nhiên là toan tính thâm sâu nhưng ông ta cũng chỉ là chấp niệm quá nặng vì để bảo vệ tộc Khương, có thể bất chấp thủ đoạn, không tiếc bất cứ cái giá nào. Hiện giờ rơi vào kết cục này, càng khiến tôi không khỏi thở dài. Hai tay bao quyền, tôi hơi hơi cúi người với Liễu Tam Nguyên, thành khẩn nói, Liễu quan chủ, đa tạ. Lời cảm ơn này của tôi, không chỉ là muốn cảm ơn nguồn máu tim kia của Liễu Tam Nguyên đã cứu mạng của tôi, Lưu Văn Tam và Trần Mù, mà đồng thời cũng thay những bách tính tránh được việc bị sát âm luyến dương bức hại mất mạng kia biểu đạt lời cảm tạ. Phần trước là do tôi nên cảm ơn, còn phần sau thì lại là cảm nhận và bản năng từ trong vô tận của tôi. Âm dương tiên sinh hành tẩu thiên hạ, cần tạo phúc một phương, đây mới là thay trời hành đạo của âm dương tiên sinh. Liễu Tam Nguyên đột nhiên bắt đầu ho lên, ông ta ho hơi có chút yếu ớt, liễu dục chú lập tức lên trước dìu đỡ. Ông ta làm một động tác ngăn lại, tiếp đấy mới nói, tộc Khương tổn thất nặng nề, nhà họ Liễu tổn thất cũng nặng nề, sát âm luyến dương đã diệt, phản đồ bị niêm phong trong phần mộ, nói cho cùng, nhà họ Liễu đã tròn hết trách nhiệm rồi. Đạo trời có luân hồi, có chuyện gì, đều không tổn thương đến tộc Khương, nhưng có một điểm, là thập lục cậu lại trốn không thoát. Liễu Tam nguyên nhìn tôi một cái thật sâu, giọng nói chưa từng ngừng nghĩ, thuật pháp trộm thọ lọc từ trong kẻ móng tay cậu ra ngoài, cùng với tên viên hóa thiệu tội ác tày trời đó, một nửa gia tài của y đều rơi vào tay một kẻ nội tâm hiểm ác khác đồng thời kẻ đó đem đi một người hận cậu đến tận xương tủy hiện giờ bị y hại chết chỉ là hai hậu bối của nhà họ liễu ta nhưng người khi sắp chết thì cái tâm tham lam ác độc loại cám dỗ này không ai chống đỡ nổi khâu thiên nguyên đổi tên thành dương hạ nguyên y vì tiếp tục sống mà đều có thể quật mộ tổ tiên đào xác tiên tổ kẻ đó có thứ thuật pháp lấy thọ tiện lợi mức này không biết bao nhiêu người sắp phải chết dưới tay y. Nhà họ Liễu sẽ động thủ giết y, cậu nhất định phải ra tay, mỗi một món nợ máu của y đều có một bộ phận là của cậu. Tiếng nói của Liễu Tam Nguyên khàn khàn, giọng điệu yếu ớt, nhưng mỗi một câu mỗi một chữ mà ông ta nói đều toát lên sự khiển trách và bất mãn đối với tôi. Lời này của ông ta chắc chắn là cố ý, thế nhưng lại đều nói lên trên tâm khảm của tôi, khiến tôi cảm thấy ấy nấy không thôi. Tôi đang định mở miệng trả lời, thì liễu tam nguyên đột nhiên lại nhắm mắt quay người đi xua xua tay nói dục chú con đưa la thập lục đi chọn phù cho cậu ta hai đạo phù ngoài ra kỳ hạn ba tháng la thập lục cậu đừng có quên thời gian này nhà họ liễu cần khôi phục nguyên khí sẽ không phái người cho cậu trong vòng ba tháng cậu phải đưa thẩm kế tới liễu hóa đạo theo liễu tam nguyên rời đi những đạo sĩ khác đều không nhúc nhích tôi nhìn bóng dáng còng còng của liễu tam nguyên biến mất khỏi phía trái đại điện hít sâu một hơi Nhất thời lại không phân biệt ra được, việc này là Liễu Tam Nguyên từ câu chữ lời nói đang gài bẫy nội tâm tôi, hay là đây là sự biến đổi của bản thân ông ta sau khi bị thương. Tính cách cũng có sự khác biệt với lúc trước. Đi theo tôi. Liễu Dục chú ra hiệu cho tôi theo gã vào trong đại điện. Lưu Văn Tam và Trần Mù đương nhiên không tiếp tục đi theo. Tôi và Liễu Dục chú đi vào chỗ trong cùng của đại điện, ở đây còn có một cánh cửa. Liễu Dục chú đưa tay đẩy cửa. Sau cánh cửa là một lối đi đủ cho hai người cùng đi. Phía sau lối đi chừng 3-4 mét, bèn là một gian phòng. Vừa vào trong gian phòng này, liền cho người ta một thứ cảm giác trang nghiêm, vách tường toàn bộ đều treo phù, số phù này các kiểu các dạng, hơn nữa phía dưới phù còn có cuộn sách. Ở giữa phòng thì là giá binh khí, bên trên gần như đều là vật phẩm của đạo sĩ như kiếm gỗ đào, kiếm đồng thau, nỏ tiễn, phất trần. Đại trưởng lão nói: cậu chắc sẽ muốn lấy ngũ đế phong tán phù. Liễu dục chú đột nhiên mở miệng, khiến sắc mặt tôi lập tức đơ lại. Cậu có muốn không? Liễu dục chú xoay người lại, ánh mắt gã sâu thăm thẳm nhìn tôi. Tôi cũng chẳng ưỡng ẹo, lập tức liền gật gật đầu, nói một chữ muốn. Đầu mày liễu dục chú hơi nhíu lại một phát, gã không nói gì khác, đi về phía vách tường phía nam, ở đó có một dải vải trắng để không, bên trên không có phù văn, phía dưới có một cuộn sách, gã cầm nó lên. Đạo phù thứ nhất là cái này, đại trưởng lão còn có yêu cầu, sau khi cậu học được xong, cần để lại cho nhà họ liễu đủ phù soạn. Liễu dục chú tiếp tục nói. Việc này Dương Thanh Sơn đã nói qua với tôi, tôi vốn dĩ đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi. Húng hồ chỉ là vẽ phù, tôi đúng là học được về tay rồi, vẽ đủ cho nhà họ liễu thì đã làm sao? Tôi trực tiếp gật gật đầu, nói không vấn đề. Đạo phù thứ hai, cậu muốn thứ gì? Liễu Dục chú tiếp tục hỏi. Lần này, tôi ngừng lại chốc lát, rồi mới nói, "Áp trấn thần chú." Liễu Dục chú rõ ràng tỏ vẻ nghi hoặc, gã lắc lắc đầu nói, "Áp trấn thần chú, cậu chẳng phải đã biết rồi sao? Đã nói là cho thêm hai đạo phù, thì cho là hai đạo phù, cậu không cần suy nghĩ thứ khác. Đây là giao dịch, cũng là thái độ nhà họ Liễu dành cho cậu." Tôi vẫn nhìn Liễu Dục chú, ánh mắt không chút xê dịch, hơn nữa lại lặp lại một lần nữa. Nói tôi không phải muốn dùng áp trấn thần chú mà tôi biết để thế chấp một tờ phù, mà là tôi muốn áp trấn thần chú hoàn chỉnh. Lúc đó tôi nhìn rất rõ ràng, Liễu Tam Nguyên hóa ra dùng áp trấn thần chú định xác âm luyến dương lại trong mấy giây. Nó đã mạnh mẽ đến như vậy, đáng sợ đến như vậy rồi. Áp trấn thần chú ở cấp độ này, sợ rằng đến cả thanh thi sát đều đủ để trấn áp. Tôi đi lấy một đạo phù khác mà tôi không hề hiểu gì, còn chẳng bằng đem đạo áp trấn thần chú này toàn bộ học tinh thông. Ngũ đế phong tán phù chắc là sẽ có liên quan đến phong thủy, có tác dụng lớn đối với tôi. Ngoài ra, tôi hoàn toàn không cần thiết lãng phí thời gian tâm huyết đi học các phù soạn khác. Cậu chắc chứ? Liễu Dục chú lại hỏi ngược lại tôi một câu. Tôi gật đầu chắc nịch, nói, tôi chắc chắn. Liễu Dục chú trực tiếp đi đến vách tường ở mạng phía bắc, ở đó có một dải vải trắng, bên trên dĩ nhiên có vẻ áp trấn thần chú. Có điều thứ Liễu Dục chú rút từ phía dưới ra, lại là hai cuộn sách. Đi đến trước mặt tôi, Liễu Dục Chú đem tổng cộng ba cuộn sách giao vào trong tay tôi. Cậu không được đem chúng đi, có thể học ở đây, học xong rồi cậu rời đi sau, trong thời gian này bên ngoài có người canh gác, cũng sẽ có người đem thức ăn và đồ dùng ngủ nghỉ tới cho cậu. Phù của nhà họ Liễu, không có bản sao, cậu nhìn qua nhớ ngay nên học được áp trấn thần chú, là thiên phú dị bẩm, nhưng cậu không được đem chúng truyền ra ngoài. Tôi gật gật đầu, biểu thị bản thân đã biết. Liễu dục chú lại dùng ánh mắt nghiêm trọng nhìn tôi một cái, trầm giọng nói, không được đi xem phù khác, trong gian phòng chứa phù này vẫn còn có người trong chừng cậu, nếu cậu tham lam, cậu sẽ không rời khỏi đây được. Mí mắt tôi hơi giật, có điều lại không tiếp lời, bởi vì bản thân tôi đã chẳng có dự định đòi thêm, càng đừng nói đến việc học trộm. Liễu dục chú quay người, trực tiếp đi ra ngoài. Lúc gần đến cửa, gã lại bất chợt dừng lại một chút nói, vẻ áp trấn thần chú hoàn chỉnh, cần dùng tinh hoa khí huyết, đại trưởng lão già đi bao nhiêu như vậy, chính là bởi đạo phù đó vẻ quá lớn, ngoài ra chính là do chỗ máu tim kia. La thập lục, cậu cứ trúng ý và học được một số thứ chết người, vẫn cứ phải quý mạng sống chút đi. Cùng lúc nói xong, Liễu Dục chú đã biến mất khỏi cửa. Tôi ngẩn ra mất mấy giây, cúi đầu nhìn xuống hai cuộn sách thuộc về áp trấn thần chú trên tay, nhất thời cơ thể có chút cứng đờ áp trấn thần chú hoàn chỉnh, hóa ra tiêu hao lớn như vậy, tinh hoa khí huyết, nói một cách khác, chẳng phải chính là nhị ngũ tinh khí sao. Cùng trả một cái giá với sinh thuật của bà đỡ âm linh. Chẳng trách liễu tam nguyên lại có kết cục này. Nhị ngũ tinh khí tiêu hao một lần, máu tim tiêu hao một lần, bản thân tuổi tác ông ta đã không còn nhỏ nữa, không lập tức vì vậy mà mất mạng, đã là vạn phần may mắn. Hơi hơi định thần lại, tôi vứt bỏ tất cả tư duy hỗn tạp đi, đầu tiên mở hai cuộn sách của áp trấn thần chú ra. Tôi ở trong gian phòng này trọn vẹn ba ngày, trong ba ngày này, tôi đều thử mô phỏng vẽ phù, đương nhiên tôi không thể nào dùng tinh huyết để vẽ, chỉ là dùng bút địa chi, cùng với cái nghiên mực lấy được từ trong phủ đệ của viên hóa thiệu. Áp trấn thần chú hoàn chỉnh, tôi đã có thể vẽ ra một cách thuần thục đồng thời tôi cũng đã học thuộc chú Pháp. Vẽ phù, nhất định cần dùng chú Pháp, như vậy mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất của nó trong đầu tôi có một ý nghĩ bút địa chi phối hợp nghiên mực đã phát huy ra hiệu quả càng lớn hơn của áp trấn thần chú trong tay của âm dương tiên sinh thứ năng lực đó của áp trấn thần chú sẽ mạnh mẽ gấp nhiều lần tôi không dùng máu mà cứ dùng bút địa chi vẽ phù nửa sau đạo áp trấn thần chú vẽ ra cho dù không đạt được hiệu quả của bản thân áp trấn thần chú hoàn chỉnh hơi yếu hơn chút ít tôi cũng có thể chấp nhận như thế này liệu có thể tránh được việc sử dụng dương thọ không đương nhiên Ý tưởng thì là ý tưởng, vẫn cần thử nghiệm xong mới có thể biết được kết quả. Lúc tư duy đến đây, tôi nghĩ đến định la bàn và nghiên thiên can bị trương nhĩ cướp đi, trong lòng không khỏi buồn bực sầu não, nếu như hai món đồ đó nằm trong tay tôi, không chỉ là năng lực vẽ phù của tôi mạnh hơn bây giờ rất nhiều, mà thậm chí thể hiện của âm dương thuật cũng tuyệt đối mạnh hơn nhiều lần. Dù gì nghiên thiên can và bút địa chi mới là một bộ, định la bàn càng là khí vật thường dùng nhất và cũng quan trọng nhất của địa tướng Kham Dư. Dương công bàn tuy tốt, nhưng định la bàn đối với tôi mà nói, đem sử dụng mới càng thuận tay. Trong ba ngày này, tôi không chỉ học được áp trấn thần chú, đồng thời còn học được ngũ đế phong tán phù, chỉ có điều ngũ đế phong tán phù tôi không cách gì thực hành, vải và mực mà nó dùng đều có yêu cầu đặc thù. Nhưng tôi dựa vào việc mô phỏng, đã ghi nhớ thuần thục cách vẽ của đạo phù này, chỉ cần tìm được thứ đồ thích hợp để hạ phù liền có thể hoàn thành. Thế này chẳng trách đạo sĩ nhà họ liễu không học được ngũ đế phong tán phù, bởi vì nội dung chi tiết ở trong đây, rất nhiều chỗ có đề cập đến thiên can địa chi, bắt buộc phải là người có thuật phong thủy cực mạnh, mới có thể lý giải thấu triệt, ứng dụng thành thạo. Trước khi bước từ trong phòng ra ngoài, đầu tiên tôi đem ba cuộn sách phân biệt đặt về chỗ lúc trước liễu dục chú rút chúng ra, lúc này mới ra khỏi cửa, đi xuyên qua lối đi. Vận động cổ một chút, phát ra âm thanh răng rắc. Liên tục 3 ngày ở trong căn phòng không có ánh mặt trời, ánh nắng đột ngột chiếu rọi vào trong đại điện, rơi lên trên mặt tôi, một luồng hơi ấm thấm vào trong tứ chi bách huyệt, cho tôi một cảm giác rất thư thái. 3 ngày. Một giọng chất vấn lạnh lùng từ bên ngoài đại điện truyền lại. Giây tiếp theo, bèn thấy một bóng dáng cao lớn từ chỗ cửa điện bước vào trong, đây chẳng phải chính là liễu dục chú sao. Thời gian mấy ngày, khí sắc của liễu dục chú tốt hơn nhiều rồi, đã khôi phục lại khí thế uy nghiêm chính khí lẫm liệt trước đây. Đã ba ngày rồi. Tôi thở hắt ra một hơi dài, gật gật đầu. Nếu tôi có thể làm chủ nhà họ liễu, cậu không rời khỏi nhà họ liễu được. Thần sắc giọng điệu của liễu dục chú không thay đổi. Nhưng câu nói này lại khiến cơ thể tôi cứng đờ lại một phát, tiếp đó bèn là nhìn không nổi bật cười. Mấy người trần mù, Lưu Văn Tam vẫn đang đợi cậu, đồ cần thu dọn đều đã thu dọn rồi, Nhà họ Liễu tuy không có người theo cậu, nhưng tộc Khương sẽ phái đi một người để cậu đưa qua thôn kế nương, nếu như có phiền phức gì không giải quyết nổi, cô ta sẽ lập tức tìm tới chúng tôi. Liễu Dục chú tiếp tục nói. Người nào? Tôi nhíu mày hỏi. Người cho thẩm kế. Liễu Dục chú lại lần nữa mở miệng, đồng thời gã đưa tay ra, rõ ràng là động tác bắt tay với tôi. Tôi đồng thời cũng đưa tay ra bắt tay với gã nếu như chúng tôi tìm thấy trương nhĩ sẽ thông báo cho câu hy vọng cậu cố nhanh đưa thẩm kế tới đại trưởng lão rất muốn gặp cô ta rời tộc khương tôi bèn không tiễn cậu nữa dưới ánh nắng chiếu rọi phân ngang trên trán liễu dục chú lại bớt đi vài phần cả con người nhìn lên trong đều bắt đầu có chút độ ấm khiến người ta có một thứ cảm giác hiền hòa dễ gần trong kiểu hiền hòa này kèm theo sự thấu suốt lại cho tôi một thứ cảm giác mới Liễu Dục chú dường như đang chuyển biến về phía một cảnh giới tâm lý cao hơn. Tôi đương nhiên cũng không lề mề, lại nói thêm với Liễu Dục chú mấy câu đơn giản, rồi liền quay người đi ra phía ngoài. Về đến trong khu nhà lúc trước, Trần Mù và Lưu Văn Tam đang ở trong sân nói chuyện, Ngao Sói đương nhiên lại chồm lên tôi một cái, có điều lần này, bị Lưu Văn Tam nhanh tay nhanh mắt vỗ vào đầu một phát. Trần Mù thần sắc trấn tĩnh, Lưu Văn Tam thì hiếu kỳ, hỏi tôi chọn phù thế nào rồi? Tôi hiểu tính cách của Lưu Văn Tam, nói với lão đúng sự thật, một đạo phù tốt nhất của tộc Khương đã nằm trong tay tôi rồi, đồng thời tôi còn học được một tờ trấn phù mạnh nhất của nhà họ Liễu, Liễu Tam Nguyên dùng tờ phù đó đều có thể trấn được sát âm luyến dương trong mấy giây. Lưu Văn Tam liền mừng ra mặt, vuốt cầm nói thoải mái, chuyến này không lỗ. Tiếp đấy Trần Mù liền bảo chúng tôi nên rời khỏi đây rồi. Tôi do dự một chút, hỏi Trần Mù và Lưu Văn Tam, người mà tộc Khương phái cho chúng tôi, yêu cầu chúng tôi đưa đi là ai? Sao tôi không nhìn thấy? Kết quả tôi vừa dứt lời, từ trong một gian phòng đơn độc ở mé bên kia sân, liền bước ra ngoài một người. Khương Manh dường như nhìn ra được vẻ nghi hoặc của tôi, nhanh chân đi đến trước mặt tôi, cung kính hành lễ, nói, là tiên sư, đại trưởng lão đã dặn rõ, trong tộc cũng có luật tộc, thị nữ chỉ có thể đi theo tiên sư, hiện giờ anh vẫn đang đeo lệnh bài, tuy anh không đồng ý làm tiên sư, cũng chưa tham gia đại lễ, nhưng đối với thị nữ mà nói tôi cần phải đi theo anh liên tục cho tới khi anh đưa tôi đến bên cạnh tiên sư mới hơn nữa đem lệnh bài giao cho cô ta xong chứ không nếu tộc khương không có tiên sư thị nữ bèn không được tiếp tục ở trong tộc tôi sẽ bị trục xuất khỏi tộc tự sinh tự diệt những lời này của cô ta rõ ràng có chút khác biệt với những gì liễu dục chú nói nhưng lại khiến cho tôi không có lý gì để mà từ chối tính cách của thẩm kế tương đối lạnh lùng tôi không xác định được cô ta có thể chấp nhận thêm một thị nữ hay không tôi giải thích đúng sự thật nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha